Hello, chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Hôm nay mình lại làm phần tiếp theo của cái phe Mã Đằng. À, thì hôm trước thì mình đã đánh Đổng Trác, nói chung là cứu được Thiên Tử. Và hiện tại thì coi như là mình đang là viện trợ Thương Tử. À, mình đang được bục của Thiên Tử viện trợ quân sự ạ. Đấy, bảo sao mà mình trừ 30% phí duy trì cánh quân, cho nên là các tướng của mình nó đang không đồng. Thì chắc vài vài tơ nữa là mình sẽ làm hán tướng. À đúng rồi, là thừa tướng thôi. Hiện tại là mình buộc cho ân sủng này cho nó mắc luôn. Đang được viện trợ cho nên là tranh thủ đi đánh nhau cầm quân đi, là lúc này là hợp lý nhá. Thì mình có thể mình dồn mình đánh thằng Đổng Trác này cũng được. Đấy, hiện tại quân đội là đang không tiền cho nên là nó rất là My thoải lord, mái. tell me your wish and I shall Sau strive này to sẽ chắc chắn fulfill là it. sẽ đánh nhau nhiều. Mã Văn Lộc thì tăng cái này cũng được để nó tăng cái cung lên tốc độ xạ kích, nhưng mà khi làm chủ soái cơ, nhưng mà nó sẽ được cộng thêm 10% sát thương phá giáp xạ kích nữa. Đấy, khi làm chủ soái thì con bé này mà dẫn dẫn quân thì cũng không được ok lắm nhỉ. Cái này cộng quân nhu quân ta này, cộng mưu trí, cái này khả dụng kháng mệt mỏi, tốc độ lạp tên. Nói chung là 5, 6, 7 mình có thể tăng cái ở dưới cũng được. Cái này là tỷ lệ bắt ít thì cũng được. Và mình lấy cái hoàng sợ, thì hôm trước chắc là mình chưa qua ngày cho nên là nó vẫn hơi bị tua lại một tí. I am at your disposal, my lord. Ok, thằng này mình có thể lấy buộc tiếp, lấy cái tên lửa này cũng được. Nói chung là mấy thằng này thì cái nào cũng được. Cái này thì mình sẽ cho thằng Tôn Quyền, hôm trước không chưa chưa thay cho nó. Mấy đứa này cũng lên level hết rồi. Đây, Tôn Quyền này. Tăng cái này vào phát là trị an này, sản xuất lương thực các kiểu nó sẽ khác nhé. Tôn Quyền cũng khá là xịn khi nó cầm một cái kiếm đỏ. Đấy, mấy thằng này thì thằng này level 5 ạ, khá là ghê. Nói chung là tướng nó khá là ngon, cứ cứ chiến thôi. Đây bây giờ các tướng của mình bây giờ mặt nó xanh hết giờ không phải lo nữa các bạn. Nói chung là chơi nó chỉ là mất một tí thời gian lúc đầu thôi. À, thời gian lúc đầu thì các bạn sẽ bị nó không hài lòng ấy, bởi vì những cái tướng mà tướng đỏ ấy thì là nó sẽ không hài lòng với các cái quân nó khác. Thằng này mới level 2 nhưng mà cái điểm nghị lực của nó rất là cao. Vô tư cộng trị an. Thằng này khá mệt mỏi, làm từ tướng thì cộng quân. Đây nó cũng là một cái danh tướng nhân vật huyền thoại. Nghị lực nó cộng 30 kìa. Khá là ngon. Nhìn thì trông cùi cùi thôi, đồ giáp riết cùi thôi, nhưng mà thực sự là nó cũng khá là mạnh đấy. Đây, mình có thể đuổi mấy đứa này đi cũng được, bởi vì cấp nó thấp quá. Ví dụ như cái đứa này miễn chức. Hiện tại mình vẫn còn một sót một cái vị trí nữa. Nói tóm lại tầm này thì gần như là mình sẽ không bao giờ phải lo là không hài lòng nữa rồi. Hiện tại ở đây mình đang bị trừ hai điểm trị an. Đấy, cộng 10 độ hài lòng. Nói chung là bây giờ thì mình đang là hán tướng rồi cho nên là cộng được 50 danh vọng. À, mình sẽ lên cấp khá là nhanh. Cái này còn 3 lượt cho nên là bây giờ có đánh nhau với thằng nào cũng được. À, mình sẽ dồn quân mình đánh thằng Đổng Trác thôi. Đây mấy đứa này thì chắc là hủy đi. You grant me a kindness in calling, my lord. What do you wish, my lord? Này vẫn vẫn chưa ấy được. Cứ xây mấy cái này lên. Hiện tại mình cũng khá là nhiều tiền. Còn cái thành này thì chắc chắn mình phải có một cái đứa mình phải kiếm một đứa để gọi là cho nó quân nó trấn thủ ở đây nhé. Bởi vì cái thành này cũng khá là quan trọng đấy. Thành này nó ở Trung Nguyên. Trị an cộng không. Mấy đứa này thì mình lại không 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 cho nó ấy từ thương nghiệp.
Ôi để lúc nào mình sẽ tăng một một đứa tướng khác vậy. Thằng Mã Thiết này cũng được. Cộng 5. Đây, ví dụ như thằng này, này tăng thu thập nông nghiệp sản xuất, thằng này nó đã làm ấy là được rồi. Thằng này cộng lưu trương này cũng được, công nghiệp thu thập các buồn. Nói chung là mình không quan trọng lắm, mình chỉ cần mua một thằng tướng nó có thể có cầm quân đấy, cầm quân để thủ là được, chứ còn cũng không quan trọng lắm. Đấy, còn mình xây thì chắc chắn là mình sẽ xây mấy cái thành ở trong, mấy cái thành ở ngoài không nên xây nhé các bạn, bởi vì nó còn đánh chiếm các kiểu, mà cái phe này nó lại không có nhiều quân để phòng thủ. Đấy. Thu thập từ thương nghiệp. Ok, thành này cũng cần. Hiện tại thì mình đang hòa bình với cả bọn này. Bây giờ sẽ dồn quân đánh thằng Đổng Trác thôi. Ok, qua ngày. Mã Đằng thì cũng đang vẫn còn nước đi ạ. Mình có thể đi đến đây cũng This được. is beyond reason. Đây. This cannot be. Đấy. To Đi, conquest đi thêm được tí nước nào thì đi under thôi. one banner. Đấy. Bởi vì mình đang tranh thủ là còn khoảng 3 lượt nữa là sẽ hết. Mai mình sẽ đổi một con quân hoặc là mình đổi luôn cũng được. Mai Reject sẽ công luôn cái corruption. này. Rồi, ok. Qua ngày thôi. Dồn quân đánh thằng Đổng Trác thật nhanh, chiếm được càng nhiều thành càng tốt. What say you? Viên Thiệu yêu cầu hòa bình thay cho Đổng Trác. Ai là ok thôi, thế coi như là không phải đánh nhau với thằng nào nữa. Our talks are done. Mình sẽ hủy tất cả quân đi. Coi như bây giờ là hòa bình. Đánh chậm lại có nghĩa là không đi chiếm nữa, còn mình thích mình bem thằng Viên Thiệu Vô Tư tầm này, mình quân lực mình sợ thằng nào đâu. Nhưng mà thằng Đổng Trác nó lại nhận thằng Viên Thiệu nó làm, Viên Thiệu nó nhận Đổng Trác làm chư hầu rồi, mình cũng không để ý đấy. Nhưng mà cũng không quan trọng. Rồi. Bây giờ là có thể đánh được thằng nào thì mình sẽ xem nhé. Đấy, quân của mình đang đầy. Bây giờ mình sẽ xem có thể đánh được thằng nào. Pollutes Thằng Lưu Sủng này thì nó lại mình đang ký kết một cái hiệp định. Speak quickly. Cho nên là cũng khó mà đánh nó. Còn ví dụ như thằng tổng thằng Please sit, thằng Warden. này thì mình cũng ký một cái hiệp định không xâm phạm lẫn nhau rồi. Chỉ còn thằng Công Tôn Toản thôi. Công Tôn Toản thì đang đánh nhau với cả ấy. Mình thích thì mình có thể đánh thằng Công Tôn Toản, hoặc bây giờ mình sẽ không đánh nhau, bao giờ thằng nào nó tuyên chiến mình sẽ đánh cũng được. Mình sẽ tập trung toàn bộ quân lực để hủy đi và xây dựng phát triển, không đánh nhau thì thôi. Đấy, chơi theo kiểu xây dựng phát triển, nhưng mà xây dựng mình phải có cái thế lực thì mình mới xây dựng được, chứ còn mới đầu mà các bạn cứ Do tập you trung have xây dựng thì orders for tiền đâu me, ra mà my xây dựng. lord? Who is at the gates? Đấy, bây giờ mình sẽ hủy hết quân đi My thôi. lord, Đó. how can I serve? Tiền nó sẽ dương lên cho khá. Obey the heart. You grant me a Nói chung là mình kindness được in bù calling, my lord. còn có mấy lượt thôi, còn 2 lượt trừ 30% phí duy trì, cho nên là Lead gần with như là không mất strength. quân, không mất tiền, nó là như vậy. I answer to your request, my lord. Nó mà không nhanh một tơn là nó chết. You grant me a Ok, kindness in calling, my cứ lord. tạm thời như thế đã, sau mình Who mua ra sau. Rồi, hiện tại mỗi ngày là mình có 4.000. Đấy, thì bây giờ mình sẽ xây dựng, củng cố phát triển thôi. Những cái thành nào là ở trong thì sẽ xây dựng cho nó lên cấp. Quân đội, đây cái chạy ngựa này mình phải tăng lên này. Và bây giờ mình có thời gian thì mình sẽ cho làm công vụ. Đấy, kiếm mấy cái thằng tướng tím này cho nó nhanh. Hoa Lệ này. Trừ thời gian xây dựng nhé các bạn. Đây. Những thành nào mình xây thì mình sẽ công vụ luôn, trừ thời gian xây dựng. Hiện tại mình cũng còn hơi hơi ít thằng, hơi hơi ít tướng ấy. Mình có thể mua thêm mấy thằng tướng nữa. Ấy, ví dụ như thằng này mua về, bây giờ thằng này cũng khá là ngon này. Mua về xem nó làm cái gì. Thằng này là trước mình đã đuổi rồi. Không biết nó thuộc phe nào. Bây giờ về xem cái thái độ của nó thế nào. Nồi nó mới đuổi lần nữa. Cần gì đâu. Đâu xem nào. Bây giờ còn đỏ không? Mặt xanh nét nha các bạn. Đỏ hơi khó. Bởi vì đơn giản bây giờ mình có cái thằng thừa tướng rồi. Nó khác khác hoàn toàn. Đấy, thằng này thì có thể tăng theo. Thằng này thì
không làm thái thú được. Nhưng mà thằng này lại quá đắt, thằng này chơi quân thì lại không được. Không làm thái thú được mà có không chơi quân được thì làm gì? Còn trừ 15 nghị lực. Ôi lại đuổi thôi, cái thằng này là không có trọng dụng được các bạn. Cầm quân không được mà làm thái thú cũng không được, miễn chứ nuôi phí tiền. Ham mấy cái đồ đỏ của nó thôi. Nhưng mà cũng chả thay được. Ok, bây giờ đi giao lưu xem mà các nước đi xem như thế nào. Speak Thực ra là quickly. mình có thể nhận thêm một vài đứa con để có thể cưới. Ví dụ như Thái Diễm này này, là nhận 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 Thái Diễm làm con nuôi chẳng hạn. Đây nhận nhận con nuôi đi. Mấy nhân vật. Mình có thể cưới được khá nhiều thằng. Hiện đại Lưu Bị cũng rất là ok này. Greetings. Tiếp nhận hôn nhân. Có quan Bình thôi. Nói chung là Ngô phu nhân là ngon nhất rồi. Greetings. Nhưng mà mình cũng đã cưới được rồi. Thằng Khổng Dung này hình có một thằng. Glad to see Nhưng mà chắc cũng lấy rồi. Hết. Có thể sẽ đánh nhau với cả thằng Mạnh Hoạch. Hoặc là cái bọn Nam Man đấy. Sớm muộn này, à Mạnh Hoạch thì nó vẫn đang khá là ok với mình. Nhưng mà cái thằng này, thằng Mộc Lộc, Hoàng Tổ Lưu Biểu này cũng rất dễ đánh nhau này. Thôi cứ bao giờ bọn nó tuyên chiến thì mình sẽ mua quân ra như vậy. Nó đang cứ đứng ở đây thì cũng đang hơi khó chịu. Mình cứ triệu tập một cái đạo quân ở đây một vài thằng tướng không thôi cũng được, đứng thủ thành là đủ Nurture đủ passion. cân rồi, Once again, I feel the warmth of home. không cần phải tướng có quân nhé các bạn. Đây không cần có quân. Đấy, mua thêm mấy thằng tướng này nữa để gọi là nó phụ phụ cho mình thôi. Truth is an unquenchable flame. Không cần biết You phe nào beckon? thích chuột thích chiếc thì tùy. Đấy bọn này thì đương nhiên rồi, ok hết rồi, tạm thời thế. Let desire Thì thằng thằng này có shape muốn đánh mình cũng my khó vision. đấy, còn thành nào xây nữa. Cái này tăng thương nghiệp thương mại cộng cũng khá nhiều. Cái thành này thì không nên là xây nông nghiệp, sản xuất lương thực thì lại không cần thiết. Cái này mình sẽ hủy đi này, bởi vì cái này nó âm 17 rồi. Các bạn có thêm sản xuất lương thực thì nó cũng phí cộng 100%, nó cũng không không nên được bao nhiêu, dỡ bỏ. Mặc dù cái này nó là 4 rồi, mình sẽ xây cái mộ binh hoặc là mình sẽ xây cái thuế vụ lên, nhưng mà bây giờ đang bị trừ thương nghiệp. Xây cái xưởng thương nghiệp này thì là hợp lý nhất, có tiền hơn. Nhưng mà đang bị trừ cái này chắc mình phải có một thằng thái thú ở đây, cho một đứa nào ấy nó làm thái thú ở đây tạm thời. Đây dốc Bình Mẫn nó sẽ tăng tiền lên một chút. Đấy, con bé này nó cũng đang phun quân rồi, hiện tại tạm thời như thế đã, làm thứ tướng thì cũng hơi nhàn. Và hai là mình chơi quan hệ ngoại giao ấy đấy, cho nên là mình sẽ ít phải đánh nhau, và đánh nhau thì nó rất là dễ thôi. Thứ nhất là mình được tôn trọng, mình sống nó có nguyên tắc, nó khác, không cháo trở thì nó khác nha các bạn. Sống có liêm sỉ nó khác với cả cái bọn mà sống không có liêm sỉ đấy. Đơn giản là vậy. Còn đương nhiên là sẽ đến một giai đoạn là nó sẽ đánh nhau, nhưng mà cứ từ từ. Our mercy has its limits. Tiên chiến với Mộc Lộc mình từ chối, mình không cần phải đánh nhau nhiều. Bây giờ thằng nào tuyên chiến thì mình úp chết thôi. Thằng Tào Tháo cũng lên Ngụy Công Quốc rồi, cũng khá là mạnh đấy, mình chơi cũng khá là lâu ấy. Nếu mình chơi mà gọi là không không đánh nhau nhiều ấy thì là nó cũng sẽ như thế. Đánh Lưu Độ thì sẽ đạt được cái ấy ạ. Thằng Lưu Độ đâu.
Ngô phu nhân với mình là rất xanh. Greetings. Rồi. Nói chung là bây giờ mình thì Hàn Toại xanh này, Đế quốc Đại Hán xanh, Lưu Bị xanh, Lưu Độ xanh, Lưu Sủng thì là đang đang không ok lắm. Thì bây giờ như thế này, để ok thì mình sẽ hủy với thằng Lưu Sủng này. I am not in the mood. À, mình sẽ bỏ cái này nhé, bởi vì mình ký với nó đã lâu rồi. Thằng này nó lại đang là đồng minh của Cộng Dung à, Trương Dương Viên Thiệu. Đấy, nếu mà mình mà bỏ cái này ra thì ok. Đang đánh nhau, à thằng này thì nó lại đang đánh nhau với rất ít người. Chẳng lẽ bây giờ cái tai nạn này không đi đánh nhau à? Cứ ngồi phát triển này thì cũng hơi không giống tính mình lắm. Thôi thích thì phát triển cũng được. Đây thì bây giờ mình sẽ làm các clip về phát triển thôi. Đây, xây những cái thành mà nó buộc được cho mình cao lên, hay là mình có công vụ nữa, mình chờ mình lên vua thì mình sẽ có công vụ nữa. Mình đang có thêm mấy cái vị trí thái thú nữa, nhưng mà đang cần phải có thêm tướng các bạn. Và tướng thì mình sẽ chọn là những con tướng tím và tướng xanh để làm thái thú nhé. Thực ra nó buộc được thêm ít lương thực thì cũng được. Thằng Giang Cung này, Giang Tiếc này chả biết là thằng nào, nhưng mà cho nó làm cái thái thú ở trong thì nó cũng chả vấn đề gì cả. Đây mình sẽ xem thằng này. Đây ví dụ thằng này thì mình có thể tăng nó làm thái thú ở dưới. Phí chiêu mộ quân ta lại cộng, khá mệt mỏi. Trừ một thời gian xây dựng quận quản lý khá là ngon. Đây ví dụ như thằng này thì cho nó làm thái thú được. Và thằng này mình sẽ xét cho nó ở một cái thành, thành nhiều lương thực. Thành này là Giang Dương này là 8 lương thực là cũng được rồi. Mình đã có một cái thành 19 lương thực này là để chữ quân lương thì cũng được rồi. Đấy. Thành này 8 lương thực là ở đâu? Ở đây à? Đấy ví dụ như là một cái thành nó ở đây thì cho cái thằng level 3 này thì cũng khá ngon này. Thu thập nông nghiệp. Thì thành này là thu thập nông nghiệp, sản xuất tướng lĩnh. Mỗi tội là cái thành này nó đang hơi sâu. Hơi sâu thì nó hơi phí. Nó không sao. À. Ở đây cái thành này là cũng thu thập nông nghiệp, danh vọng, sản xuất lương thực. Đấy nó sẽ lên 13 nữa là cũng khá là ổn. Mình sẽ tăng thêm được cái lương thực nó dồi dào hơn. Muốn quân đội mạnh thì cứ phải có đầy đủ lương thực như các bạn, tránh để yếu gọi là đói kém. Không có quân lương thì làm sao mà đánh nhau được. Đấy là Viên Thiệu nó đang đi lòng vòng. Lưu Biểu đang sắp chết đói. Bên ta chống hoàng là quân mình từ chối hết. Nói chung là chả phải chống người nào. Thằng Hàn Toại này kệ nó, cho nó tự sinh tự diệt với mình. Liên minh với nó thật nhưng mà không quan tâm. Đôi khi mình có thích đánh nó, mình có thể hủy nó đi nhá, nó sẽ tuyên chiến với mình đấy. Hủy liên minh ấy. Còn thôi bây giờ thì cứ cho nó vui đi, chứ còn nếu mà mình muốn chiếm ấy, ai ta. Mình đang bị trừ lương nhỉ. Tăng nha. Đấy. Cho nên là lương thực nó rất là quan trọng, do chắc mình up mấy cái ấy lên. Quan phủ trợ cấp cái thành này cũng cần phải lương lên lương này. Mình up mấy cái thành nó lên lên cấp cao ấy. Nó lên 4 một phát là nó bị trừ lương ngay. Đấy, ví dụ cái thành này tơ lụa tơ liếc này. Lâng lên này. Thu thập tơ lụa. Nói chung là lúc nào cũng phải tăng lên. Cái này tăng thêm được sản xuất lương thực nữa, 3 là 18. Khá quan trọng đấy. Cái này thì nâng thêm một phát nữa là 100% sản xuất lương thực. Là nó sẽ cộng thêm khá là nhiều. Đây cái thành này này. Cái này mà tăng lên mắc 5 thì lại cộng cũng là 3 sản xuất lương thực, nhưng mà cộng với trị an nó sẽ cao lên và được hồi 10% quân. Mở khóa quân quân xịn hơn à. Đây này, nó có quân gì, Khương Tộc, Thuẫn Binh. Ok. Nói chung là quân Khương Tộc hình như nó vẫn còn thêm mấy đơn vị quân nữa. Đây. Bây giờ mà dồn tiền xây hết là cũng tốn kém. Xem cái thành nào ở trong xây thôi. Không đánh nhau thì cũng là hơi chán. Ôi mình cứ xây lên thôi. Để những cái thành nó chỉ tầm level 4 thôi. Cái chạy ngựa này mai xây tiếp. Mình sẽ chơi kỵ nó sẽ khác.
qua vài tên thôi, xem binh biến như thế nào, thằng nào thích đánh nhau. Liên minh hè đã tiên chiến với liên minh ta đấy rồi. Bọn này nó tiên chiến nhá. Bọn Đổng Trác này, Khổng Dung này, sớm muộn nó cũng tiên chiến. Rồi, được lắm, được lắm. Rất bố láo, nó đi nặng vảng, hóa ra nó tiên chiến mình. Chúng mày phải trả giá thôi. Ngô Phu Nhân đạt thành quân thượng, đang muốn nó giao dịch với mình để đạt được cái... Ôi, cái này chấp nhận luôn, quan trọng quá thì. Bởi vì là hiện tại nó cực xanh với mình, và bọn này đang tuyên chiến mình, mà mình chỉ vứt mấy cái đồ vớ vẩn. Liên minh dám tuyên chiến với mình. Nó tự phá phá cái hiệp định ấy, cho nên là mình vẫn là được tôn trọng thôi. Ok. Rồi. Thằng này là nó tự tuyên chiến. Rồi, bây giờ mình sẽ mua quân thôi. Và mình sẽ phục kích luôn thằng này cho nó chết luôn ở đây luôn. Triệu tập quân đội. Đầu tiên là Mã Đằng. To arms. Let the horse peal with laughter. Mã Siêu. Order will spread. Mã Siêu thì mình sẽ tách ra. I answer your request. Follow the heart. Ở đây là phục kích được 70%. Quên mất, đáng lẽ là mình phải cho thằng Mã Đằng này nó phục kích thì nó đúng hơn. Thằng Mã Đằng này sẽ được phục kích 100% cùng với cả mấy cái thằng khác. Mình cần phải mua một cái con mua cái thằng này này, thằng này nó cũng sẽ tăng phục kích này. Cái tỷ lệ phục kích nó sẽ cao hơn. Đấy. Mua thêm con Dương này nữa này, con này cũng rất là mạnh. Thì thằng Mã Siêu này có thể mình sẽ chơi kỵ cũng được. Tùy. Bởi vì là Mã Siêu mà không chơi kỵ thì nó lại hơi phí ấy. Thì hiện tại mình chơi kỵ thằng Mã Siêu thì nó cũng không đắt lắm. Giá là 139 tiền là đủ để cũng chơi được. Hoặc là 164 tiền này. Mình sẽ mua vài đạo. Đây mình sẽ mua mấy cái đạo đằng sau. Đây là quân Khương tộc là nó cũng rẻ hơn đi một ít rồi. Chỉ duy trì có hơn 100 thôi. Thì mình sẽ chơi hai đạo kỵ. Thực ra mình chơi auto thì mình cũng chả cần. Nếu mà mình chơi tay, thằng này mình sẽ đổi sang quân cung nhé. Cung còn có 34 tiền thôi, mà cung này là khỏe hơn rất nhiều. Con này là khỏe nhất, đam châu hơn, tầm đánh xa hơn, máu và sĩ khí nhiều hơn. Đấy. Ok. Thằng này thì mình sẽ cho đứng lên đây. Đương nhiên là mình sẽ dồn quân mình đánh bọn này rồi. Còn bao giờ nó ra đây thì mình sẽ mua quân ở đây mình đánh sau. Cứ tạm thời thế đã. Đánh chết cái thằng Đổng Trác này đi. Triệu tập quân đội. Bàng Đức. Thằng Bàng Đức này nó cũng khá là mạnh. Hoàng Nguyệt Anh này. Cũng cần phải luyện này. Bé này là cấp quân nó hơi thấp. Đấy. Mua luôn quân Khương tộc. 65 tiền thôi. Nói chung là rẻ hơn rất nhiều. So với cả cái bọn cung này thì nó lại khá là rẻ. How can I serve my lord? Hoàng Nguyệt Anh thì lại không có lửa cho nên là cũng hơi dở. Cho thêm một cái cung. Nhưng mà mình cứ luyện lên thôi. Không vấn đề. Rồi, tạm thời như thế. Bây giờ mình có thể tăng về cái nhánh mà lương thực như các bạn. Đây, mình sẽ tăng cái này là thứ nhất là được hồi 2% quân, và mình tăng cái này là mình sẽ trừ được 10% phí duy trì cánh quân nữa thì nó sẽ khá là rẻ. Đấy. Thì mình sẽ không phải lo đến cái chuyện mà thiếu thốn lương thực nữa. Rồi, thế thôi. Đây mình xây thêm phát nữa. Đây là 20 lương thực rồi. Vẫn đang dư 2k tiền.
Và quân đội thì mình cũng đã mua full rồi. Mỗi một ngày mình cũng bên họ thì không được nha các bạn. Nếu mà lấy thì mình sẽ đàm phán lại. Đấy, ví dụ lấy thì mình sẽ tiếp nhận hôn nhân. Ở đây có quan Bình, quan Tắc này, quan Hưng này, thằng nào cũng được. Cái thằng này thì hơi lạ này, quan Bình này cũng khá là ổn. Đấy, mình sẽ lấy này đi, đồng ý luôn. Your acceptance gives us người nó sẽ theo mình chứ không phải là mình theo nó. Đấy, mình sẽ chiêu mộ thêm mấy thằng tướng bên nó cũng được, kiếm mấy thằng tướng xanh nó cấp cao cao một tí. Rồi Hàn Toại cũng đang có một đạo quân đang chuẩn bị nhăm nhe lên đánh thằng Đổng Trác rồi. Còn cái thằng Lưu Biểu này không biết là nó thuộc phe nào. Hoàng Tổ Thái Mạo chắc vẫn chưa tuyên chiến với mình. Thằng Lưu Biểu hình như là nó hết đất rồi hay sao ấy, nó cứ chạy lăng tăng ấy. Nó không có đất cho nên là sớm muộn nó cũng chết đói. Làm liều có khi nào nó đi chiếm. Đây rồi, công trình bị hư hại. Ta tiếp tục làm thừa tướng thôi. Đây thì có một cái thằng này cũng khá là căng. Với một cái đạo quân như thế này thì hiện tại chắc ở đây mình phải có thái thú nhá. Đấy, mình phải xét một thằng nào thằng thái thú, ví dụ thằng Mã Thiết hoặc là cái thằng Vô Lương này chẳng hạn. U Vô Lương này cũng được. Xem có thằng nào nó ngon ngon. Mình sẽ xét làm thái thú. Quan Bình cũng được, quan Bình làm thái thú cũng được thì lại cũng dẫn được quân cho cái thằng U Vô Lương làm thái thú tạm thời mà. U Vô Lương đang có hai thằng U Vô Lương, không biết là thằng nào. Đây thằng này cũng được, thì hiện tại nó có một đạo quân và mình sẽ mua thêm mấy thằng tướng nữa ở đây. Đấy, thứ nhất là mua thằng Tôn Quyền. Tôn Quyền này khá là đắt. In harmony, the welcome sight of home. Nhưng mà thằng này nó là vua, nó là thừa tướng cho nên câu chuyện là mình phải cần nó ra để nó luyện cấp, và hai là nó cũng rất là mạnh. Đương nhiên rồi, mình phải đổi toàn bộ quân ra quân Khương tộc như các bạn thì nó mới rẻ. Thằng này lại có không có quân Khương tộc màu vàng ạ. Chứng tỏ là không có quân Khương tộc màu vàng các bạn. Ôi, mình chỉ cần quân ghẻ này thôi. Đây mình có quân này khá là xịn này. Đây mình thêm được quân mới này, thằng này là mua được. Vai trò đột kích. Thằng này 72, thằng kia 54. Đấy, mình thấy thằng này ngon hơn nhé. Rồi tạm thời thế. Và sau đó phải triệu tập thêm một thằng tướng nữa. Nói chung là mình sẽ phải có đủ tướng để mình phòng thủ ở đây. Lữ Linh khởi đi. Thrust with conviction. Tách nó ra rồi phải kích là xong. Deflect with shield. Thằng nào dám nào vào thì vào đây. Chắc chắn là nó sẽ bị thua luôn. Đây mình sẽ đứng ở trong đây. Nó sẽ khó mà dám nào vào. Rồi có thể mua Thái Diễm. Thái Diễm thì hoặc là Mã Văn Liễu 500 để có thể mình lượt sau mình có thể công luôn. Đấy, cho gọi thằng này nào vào đây mà đánh. Thằng Viên Thiệu thì cho làm xuống luôn, không nói nhiều. Với từng đây quân thứ nhất là mình sẽ gọi thêm Mã Đằng này, gọi thêm mấy thằng tướng nữa. Có quân Thái Diễm này, được. Reserve action. Thằng Mã Hoài này là 500, được. Ok, quánh luôn. Spread in all directions. Show them heat. Bao vây thành. Let fury explode and lay them low. Bàng Đức đi lên đây. Toward glory. Mã Siêu đi lên. To arms. Mã Siêu đánh được đây không? Đánh được luôn nhé. À, có vẻ không đánh được, không đến kịp. Thứ nhất là mình cứ đứng ở đây đã. Oánh chết bọn này đã. Stoke passions and strike. Có chết quân thì phải chịu thôi. Có chết quân mình sẽ mua lại. Không quan trọng. Let feasting commence.
Đấy, cho nên là chơi kỵ thì cũng không được ok lắm. À mình từ 8 ân sủng ạ. Bọn này nó tiên chiến. This belongs to us now. Đánh nhau thì hoàng đế nó không thích. Is an unquenchable flame. Đó là vấn đề. Resist corruption okay. À, thằng mã siêu thì không công được. Không công được ngay nha các bạn. It is a dead heart which refuses summer's lift. Công được ngay không? Đây mã siêu mà. Không công được nha. Thì chỉ đứng ở đây thôi. Đấy thì là mình sẽ mai mình sẽ cho thằng này nó lên nó công. Advancing. Còn mã đằng thì đứng ở đây thủ thôi. Mình cần chiếm mấy cái này sau đó mình luồn ra đây mình đánh. Còn chỗ này là sẽ thủ ở cái cánh này. Thế thôi. Hiện tại vẫn chưa âm tiền là được rồi. Còn đằng kia nó lao vào để nó thắng mình thì cũng hơi khó. Mình sẽ đánh sang luôn cái bọn Khổng Dung Lưu Sủng này nữa là đẹp. Kiếm được thêm một ít đất. Không cần phải tuyên chiến của nó. Rồi thằng này chắc chắn là lao vào chứ. Không lao vào ạ. Không lao vào thì càng tốt. Không dám lao vào các bạn. Không dám lao vào thì mình lại câu thôi. Mình cho. À. Đây. Mình cho thằng này ra. Hoặc là mình có thể ốp chết luôn thằng này. Với từng dây quân. Đấy. Bây giờ mình chiêu mộ thêm 1-2 thằng tướng. Không nữa là mình đánh thằng này đào win như có gì đâu. Channel passions. What do you need thằng này from dẫn me? Quân được không? Thằng này không dẫn quân được. Đây ví dụ như là đánh. Đánh nhau luôn. Never hasty. Always triumph. Remain đánh nhau luôn. Vẫn không thắng. May tuổi. Righteousness won today. Quân của mình vẫn còn rất nhiều. Bọn này thì nó không có tướng, có một tướng. Chiêu mộ luôn là mất luôn. We have need of lấy tiền luôn. Quánh cho chết luôn các bạn. If heaven is with us, victory is assured. Beware omens. Hit hard and fast. Thắng lợi tuyệt đối luôn. Nữ linh khởi trông rất đẹp luôn. Nã linh khởi. Our destiny carried us to victory. Mình đang bị trừ 27 tiền. Rồi thả thằng này đi. I will show mercy this time. Trông hình ở đây khá là đẹp. Cái mặt lại là mờ. Nhìn ngang thì được. Đấy, bây giờ mà đi qua đây. Mình sẽ đứng ở đây thôi, cứ đứng ở đây trước. Đi thì phải cho thằng Tôn Quyền đi nhé các bạn. Đấy, còn thằng này cứ đứng ở đây phục kích thôi, cho Tôn Quyền đi từ từ lên. Mấy thằng này thì chắc là mình lại hủy đi nhé. Mai sẽ mua ra sau. Who calls? Vì bọn nó mất quá nhiều máu. Tôn Quyền thì mất ít máu, mấy thằng này nó không có quân, nó lại bị trừ máu khá là nhiều. Ok, bây giờ thì sẽ ốp luôn. Cho thằng Bàng Đức này ốp. Mountains impose without đánh thắng được luôn thì mình đỡ phải cho quân chưa thắng ạ, tiếp tục vây thành. Đương nhiên là sẽ phải mất một tí hồi quân này. Shout fury. Ok. Tiếp tục vây thành. Cho mã siêu đứng. Caution douses the heart's desire. Cho thêm cả thằng mã đằng nữa. Peace through conquest. Cho nó quân nó chết ít đi. Our faith was rewarded. My will is forged anew. Đang bị trừ ân sủng. I bid you welcome. Bé này bây giờ lên thêm một cấp. Mã đằng bây giờ sẽ quay trở lại. Quay trở lại đây các bạn. Mã siêu quay trở lại đây. Cùng với cả mã đằng. To restore order. Caution. Douses the heart's desire.
Mã đằng ok thì tăng cái này cũng được, tăng tốc độ đánh cận chiến, phá giáp quân ta cũng được, cái này thì tăng xung kích. Nói chung nó sẽ hợp với chơi ngựa. Sớm muộn thì mình cũng sẽ chơi ngựa thôi. Mà đang giai đoạn auto thì thôi cứ tăng cái này 8, 9, 10, nói chung là đều được hết. Cái này thì tăng cũng nên tăng vì nó là chủ thế lực thì cũng nên tăng. Hiện tại là mình đang chưa có một con ngựa xứng tầm với cả thừa tướng. Mình đang bị trừ 300 tiền. Đang bị trừ tiền khá là nhiều. Tất cả những cái này thì cũng không nâng được nữa rồi. Gần như là tiền như thế này thì mình cũng đây chỉ nâng được cái này thôi. Thương nghiệp. Cái này cũng chỉ được 1.700 thôi, không được nhiều tiền lắm. Ok. Ba thằng tướng này thì cứ để đấy thôi. À có thể một kẹo nữa mình hủy đi. Không cũng hết tướng. Rồi. Bọn Khổng Dung. Đấy, mình chắc chắn là mình phải lui về rồi. Đấy. Mình lại đang bị vướng là vướng cái thằng Ngụy Công Quốc kia. Cho nên là để mà công được là nó hơi khổ. Mình phải đi qua đất của nó và phải cầm quân nữa. Phải đánh xong rồi còn hồi được quân nữa. Bất cần, cẩn thận. Rồi. Xem nào. Ok, thằng này nó đứng ở đây thì bọn này chắc chắn là sẽ bị dính phục kích rồi. Cho nên là không có gì phải ngại cả. Đây, bây giờ mình sẽ mua thêm 3 hàng tướng nữa ở đây là xong. Còn ở đây mình cũng hủy đi nhé. Chứ có ấy để 3 hàng tướng hơi phí. Ok. Với quân của Mã Siêu này thì cũng không phải ngại bất kể một cái đạo gì của thằng Tào Tháo cả. À của thằng Đồng Trác cả. Cứ nào vào thôi thì cả gặp Lữ Bố. Rồi. Có một đạo. Hai bố con song kiếm hợp bích thì chúng mày làm gì? Có đánh được không? Không đánh được. Mã Siêu chắc là đánh được. Rồi, thắng lợi đẫm máu. Tự động chiến đấu. Bắt được thằng Hoa Hùng này không? Bắt được thì ngon, bắt được Cao Thuận nữa thì ngon. Tầm này bọn nó rất có thể nó sẽ theo mình. Cao Thuận là nó chưa theo ạ. Thôi cứ tha. I will show mercy this time. Biết đâu là lần sau là nó sẽ theo. Ok. Hiện tại là quân của mình chết cũng khá là nhiều. Đây, bây giờ phải đổi. Đổi sang cung. Cung hoặc là cái quân này cũng được. Quân tím này cũng được nhé. Chỗ này thì có nhiều quân không? Khá nhiều quân ạ. Thằng Đổng Trác này thì bây giờ gần như là nó không có quân thì phải. Đấy, mình kéo hơi như thế này cũng hơi nhiều thì phải. Còn cái đạo này thì chắc là mình sẽ cho nó lui lên đây để có thể đánh bọn này. Mua thêm một đạo quân nữa các bạn. Mã Thiết thì lại không hợp. Đây có thằng này được. Mà con bé này nói chung là mình chơi auto thì cũng được. Có thằng Quan Bình này. Mình sẽ trọng dụng thằng Quan Bình này. Người nhà. Cứ đổi quân thôi là xong. Trọng dụng người nhà hơn người ngoài. Nói chung là cứ mua giáo vậy. Tạm thời. Quan Bình này thì làm thái thú cũng được, khá ngon. Đấy. Hồi quân ta nghị lực khá ngon nhỉ. Thôi cho nó đi cái nhánh ở trên đi. Rồi.
cho một cái dìu ngon hơn tí. Nhiều đồ quá à, tạm thời thế đã, mai cho nó hồi quân thì mình sẽ chiếm cái này, mình chiếm lên. Động Trác à, Động Trác đang mon men tới. À không phải, thằng này thằng Viên Thiệu. Còn Động Trác nó chỉ còn một hai chỗ thôi. Phục kích thất bại nhưng mà vẫn ok thôi, mình vẫn là được ô. Phục kích thất bại đánh tay bo luôn này. Thế căng. Thực ra thì mình vẫn win thôi, chả có vấn đề gì cả. Nhưng mà tự dưng phải đánh tay mới cay. Chắc là phải đổi một ít bộ binh. Bọn giáo này thì cũng không quá khỏe. Hay là Nã Linh Khởi này thì à, nhưng mà mình có cái đạo cung kỵ kia cũng khá là mạnh. Chơi nhây được các bạn. Lùa cái bọn kỵ cung này rất là khó. Bọn kỵ cung thì nó có một cái lợi hại là các bạn có thể chuyển sang đánh cận chiến được. Ví dụ như là gặp cái bọn mà cung cỏ của nó ấy, thì mình không cần bắn cung nữa. Mình bỏ bắn cung đi, mình chơi chém, mình lao vào. Nhưng mà bên nó thì hơi ít cung. Nó có tổng là 6 con cung, cả cung cả lọ 7 con. Hai đạo kỵ. Toàn quân vớ vẩn thôi. Tướng thì cũng vớ vẩn. Có một cái thằng tướng tướng này thì cũng khá là mạnh nhưng mà đi chậm. Còn hai cái đứa tướng Chí này thì vớ vẩn. Lã Linh Khởi có thể bắn tên chết được. Đó. Thằng này là Vũ Anh Quốc đúng không? Trận Nam Dương, Uyển Huyện. Đầu thế. Binh này phá vỡ. Đàm phán với lãnh tụ để thế lực khác. Rồi. Chắc chắn là sợ nó sẽ không lao lên. Chắc là nó sẽ lao lên. Không lao lên à. Không lao lên này. Kệ, cứ để cung thì nó bắn hết. Đang bị phục kích đêm cho nên là nó cũng sẽ chạy rất là nhanh. Rồi buộc phải lao lên rồi. Vẫn chưa lao đâu. Chưa lao. Đây nó có hai cái đạo. Thằng này nó bắn à? Khi bắn à? Được rồi. Thằng này nó có bắn thì mình cũng đứng mình bắn luôn nó. Rồi. The enemy unit flees. What khi bắn nhau à? Sợ gì? Thì bắn luôn. Cung của mình nó ít sát, ít sát. Hay là bọn nó bị tập kích đêm cho nên là nó sẽ khác nha các bạn. Đấy, tên cung của mình nó bắn kìa. Như mưa luôn. Thằng anh Vũ này này đứng in. Đứng yên thì mình bắn luôn. Thêm phát nữa, trượt ạ. Hơi đáng tiếc. Bắn cho hết cung thì thôi, nào lên chém.
khi bắn nhau ạ, thằng này bị chết khá nhiều đấy. 37. Mình chữa nào tướng lên. Bọn nỏ này nó bắn khá là rát nhé. Mình chữa nào tí từ từ á, để cho này cho nó chạy. Đấy. Cho tên nó bắn. Bắn đi, bắn chưa? Không bắn à? Chưa rút cung à? Chưa rút cung à? Ôi bọn này hết cung rồi. Bắn hết cung rồi các bạn. Hết cung thì mình nào vào đây thôi. Cho bọn giáo này lên thôi. Hết cung thì đánh đội chiến thôi, không chả có cách nào. Đứng ở gần đây để dọa của nó là nó chạy. Đấy, bây giờ đang chạy để lao vào. Bọn này là khả năng cận chiến của nó khá là cao, giáp 20+ ạ. Chém luôn. Chờ tí nữa. Quân mình nó lên là mình sẽ áp. Bọn này nó chạy rồi. Lao lên. Cung đâu lao hết lên đây. Giờ là cung sẽ là đạo 2 rồi nhé. Rồi, lao vào. Kỵ cung nó là một sự khác biệt. Rồi. Bây giờ mình cứ lao vào cái bọn tên này thì lát ngay. Cái lọ thì nó bắn cũng khá là rát. Nhưng mà mình cứ lao vào cái bọn tên này đã trước đã. Từ chối. Lao vào chém chết thằng này. Bắn tên. Chạy. Mã Vân Độc. Để cho bọn cung này nó bắn thế. Chém. Nằm xuống, ok. Con bé này nó chắc chạy. Nhìn đỏ lòa. I honestly expected more. Thôi chiến thắng luôn. Phát sau thằng kia nó lao vào thì cũng khó khăn. Mình chết một ít cung thôi. Con này còn 22. Không sao, mai là hồi đầy. Nó còn một đạo phun nữa. Đạo phun nữa mình... Đây, còn một đạo phun nữa. Làm cúa. Đó mà có tập tích đêm thì chịu thôi. Let the wine flow. Mình đánh nhau nhiều, mình đang bị trừ ân sủng khá là nhiều. Thằng này thì chém cũng được mà thả cũng được. Chém luôn. Such is the price for betrayal. Cái chùy đấy gần như mình cũng chả dùng. Bởi vì nó chạy khá là chậm. Thằng Lưu Biểu này không thấy nhà ở đâu nhỉ. Bây giờ có khi nó lại ra nó lại chiếm. Nó lại đánh mình. Đang phun một đạo quân ở đây. Chưa biết được bọn này làm gì. Đang trừ 7k tiền. À 700 tiền này. À. Đây thì mình có thể đánh thằng này một phát chết luôn. Trust with conviction and strike true to war. Tập kích đêm luôn. Righteousness won today. Let the captives go. Láo.
Thằng này chạy. With good heart. I shall not waver. Push forward. Hai đạo này chẳng lẽ không thắng được nó. Thắng lợi đẫm máu cũng được, mình sẽ cứ đánh thắng thôi. Sau đó mình sẽ rút về sau để hồi quân, để hồi máu. Picture victory. Quan trọng là mình đánh để cứ lên cấp, và hai là bọn này nó cũng sẽ mất hết quân. Free them all. Coi như chỗ này mình chỉ để thủ thôi, không vấn đề gì cả, vẫn còn quân. My blade is poised. Đánh chết luôn, đẫm máu mới cả không đẫm máu. When justice triumphs, chết hết tướng. À, revelry awaits. Ôi thế thì mai mình mua ra thôi. It would be unjust to punish them further. Chỉ có mỗi con bé này thì là không cần mua ra nhé. We won with còn, integrity. Bây giờ mình cứ chạy về đây now cái. Now let us celebrate. Hai thằng này mình phải hủy đi, mai mua ra. How can I serve my lord? Còn con bé này thì nó hiện tại quân của nó đang hồi, cho nên là mình không cần. Đấy, tôn quyền thì cứ thích thì để như này cũng được, hoặc là mình hủy bọn này đi cũng được. I answer your request. Cho nó đầy máu, đứng phục kích ở đây. Waiting for. Remain honest. Cứ đi nuôi lên đi xem là tình hình quân đội của nó như thế nào. Ấy già, có thằng Động Mân à. Remain pure. À, Động Mân ở đây thì à, phục kích bây giờ thì có một thằng có thể phục kích được. Ben, do not quit. Ôi, chắc là mình mua một thằng tướng ở đây. Hàn Sùng. Sprout ever upwards to heaven. Bring news of what occurred in my absence. Caution, douse is the heart's desire. Mai ra đây câu hàng. Spreading the word of our cause. À, rồi thế thôi. Mã siêu thì tấn công đây. This is what you trained for. Không win được nữa thì thôi. Đại, thắng lại đẫm máu. Đánh xong thì mình có thể rút mã siêu về cũng được. Không cần thiết phải đi. This belongs to us now. Mình đang đánh nhau hơi nhiều cho nên nó đang bị trừ cái điểm ân sủng khá là cao. Thằng Động Trác này còn mấy chỗ thôi, mấy chỗ này. Quân của mình nó chưa đầy nhưng mà mình cứ kéo lên đi á. Có quân thì chạy về, không có quân là mai ốp cho nó hết đường luôn. Rồi các cánh thì hiện tại vẫn đang ngon, đang trừ 300 tiền thoải mái. Lương thực cái này xây mắc rồi, tại mình xây cái trại ngựa lên tí. Nói chung là mình xây lên tầm cấp 5 thì mình chơi ngựa nó càng rẻ thôi. À, đang cần hai cái trại ngựa đấy. Rồi thằng này đang chạy đi đâu, mình sẽ lừa thằng ấy. Thằng này dám ra ngoài cơ à, láo nhỉ. Nhưng mà mình đánh là sẽ hơi khó thắng, bởi vì nó có cái quân thủ ở trong thành kia. Lười thì cứ phục kích thôi. Rồi thằng Lưu Tùng nó cứ đem quân đi lũ lượt này. Căng nhỉ. Bây giờ mình đang cần, à đây, mình tăng cái này cũng được. Mai là mình cần phải xây một cái, đây cái kiến trúc này các bạn, cái kho lúa. Mình phải kiếm một cái thành trống để mình xây. Rồi đương nhiên rồi,
luôn. In the name of China. Hay rồi. Spread in all directions. Căng 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 căng. À, bây giờ mà đánh nhau với thằng này là cũng hơi mệt đấy. Let feasting commence. Quân đội của mình đang hiện tại đang hết. This belongs to us now. Mà trong khi thằng này nó lại đang phun quân. Hơi căng nha. Tướng của mình thì nó đang mất máu khá là nhiều. Nếu mà đứng ở đây thì sao? Thôi mình cứ lên thôi. Cứ đi chiếm, không quan tâm. Đây có một cái trại ngựa nữa, ở đây có ba cái trại ngựa. Cho nên là mình cần phải đánh cái trại ngựa. Thằng này thì mình có thể mua thêm mấy thằng tướng nữa để thủ ở đây cũng được. Cái này hủy đi này. À. Chỗ này là phải mua ra. Peace through conquest. Hoa lệ. Deflect with shield, cleave with sword. I bid you welcome, my lord. Chấp nhận phải liều thôi. Đây có Lã Đinh Khởi là chiến lược. Rồi. Never yield. À, Lã Đinh Khởi thì đáng lẽ là phải ở trên kia, nhưng mà thôi mình sẽ cho Lã Đinh Khởi ở dưới này nhé các bạn. Bởi vì hiện tại là my lord, I hope all is well. Chỉ có Lã Đinh Khởi mới chủ được bọn này thôi. Attend. Mã Thiết. Peace through conquest. Mã Đại. Caution douses the heart's desire. Remain drawn to strike. Tới trận này mình buộc phải đánh tay rồi. Còn bọn này nó kéo đến thì đương nhiên rồi, mình ở đây mình sẽ mua. Mua quân là mình phòng thủ được. This place is all but desert. Ready for action. Move out. Ambush set. Chiêu mộ thằng này ra vậy. Đang không có danh tướng sĩ. Nhạc tiến cũng được. My lord, I hope all is well. Nhạc tiến thì lại không ok lắm. À, thằng này lại là thằng tướng trí, nó dở. Tăng này cho nó nhiều máu đi, đây cho nó cầm cái đồ. Đây tăng cái này được, đi chậm một tí. Hơi châu châu. What do you wish, my lord? March! Rejoice! Your lord has returned. Đang bị âm hơn một ca tiền. Rồi tạm thời như thế các bạn. Thằng này cũng không mua được quân nữa, không mua được tướng nữa. Thằng Độc Mân bây giờ mà mình đánh thì chưa chắc đã thắng. Vì nó có quân ở trong thành này rất là đông nhé. Cho nên là mình sẽ phục kích ở đây. 100% thành công rồi. Đấy. Cho thằng này nó đứng ở đây. Mai mình tấn công ở thành này thì nó sẽ ok hơn. Tất cả mọi thứ đều hoàn hảo rồi. Chiến thôi. Thằng này chắc chắn nó sẽ lao vào. Thất bại cũng được, không quan trọng. Quan trọng là mình có đầy đủ tướng. Ba nghìn quân đấu với cả bảy tướng. Mình chỉ cần chém chết tướng của nó thì câu chuyện là quân của nó sẽ khác ngay. Quân mình có thể ít hơn một tí nhưng mà tướng nó chết, tướng mình nhiều hơn.
Nói chung là phải tầm nã đi khởi thì mới thủ được. Vì thằng Nhan Lương này nó cũng khá là mạnh, cũng là danh tướng huyền thoại. Trong quá trình chơi anh em có ý tưởng hay thắc mắc gì thì cô có thể comment phía dưới. Hoặc là nếu mà lướt qua thì có thể cho mình xin một like, một subscribe. Cảm ơn các bạn. Đây luôn, đẹp luôn nhá. Tướng mình nó phun máu thì sợ gì. Mã đằng này, lửa máu. At last, our reinforcements are arriving. Con bé Thái Diễm này thì nó chưa lên được được cung nữa. À lên được thì cung nữa hết rồi. Bọn kia là nó không lên nhé các bạn. Rất quái. Quân của mình là vẫn chưa ra hết. Mà bọn này nó chết là nó sẽ không được nói chung là mình không quan trọng lắm, bởi vì mình sẽ hủy bọn này ngay. Đấy, cho quân tướng nó lên. Cái bọn này là 3. Thích bắn nhau thì có khi mình sẽ cho nó đứng ở trên núi này nó bắn. À thôi cứ đứng đây bắn quá. Thái Diễm Ngư chạy lên đây. Cô con này sao chạy chậm thế? Nói chung là mấy cái thằng tướng gọi là tướng tím này này, nó chạy rất là đù nhá. Cái tốc độ của nó. Từ chối. Sao này chạy chậm nhỉ? Mình cho nó chạy nhanh lên nào. Mình mới là mình để cho nó chạy chậm. Rồi, cung tên với thế mà bắn thôi. Khi bắn nhau mà. Tên mình tên lửa cũng không ít ngại đó. Our brother is under attack. To them. The time has come. Ready. March quickly. At the ready. Cho nó bắn nhau. Cung của mình gần như là bắn hết rồi, còn có mấy cái thằng này thì là nó chưa bắn này. Cho nó bắn. Have I beaten you before? You are truly a pathetic creature. Tăng lên. Raise spears. March at the double. Take heed, warriors. Bụt lên. Kỵ lao ở đây. Kỵ gì này. Chém hết cái bọn kỵ này đi. Take heed, warriors. Make ready. Attend. Cương thiên hỏa kích. Ready. Từ từ á, mình sẽ rút lại một tí. Nói chung là mình sẽ xỉa cái bọn kỵ thôi, còn bọn giáo mình phải tránh ra nhé, để tránh chết ngựa. Đi chém chết hết bọn kỵ này đi là xong. Có mấy đạo kỵ rẻ. Đấy, giáo thì cho nó đánh nhau đi. Mình động vào cái bọn giáo này rất dễ chết tướng. Ok, bắn vào Nhan Lương như thế nào. Đang chạy chậm. Mình đứng ra đằng trước này thì nó sẽ dễ đúng hơn. Trượt ạ. Thế mới đau. Bắn không được chuẩn lắm. Your best is not good enough. Đây chạy vòng ra đây. Be silent and face my blade. Quân mình nó hơi ít. Mặc dù tướng rất nhiều nhưng mà tướng của mình lại cũng không phải quá xịn. Thằng Nhan Lương này nó câu kéo thời gian cũng khá là lâu. The will of heaven abandoned them. The time has come for a new emperor to lead the people. And you have made your claim. You are as the hurricane. Seek and find courage and grasp it firmly. Hơn 2000. The river ever rises. Đấy,
nó sẽ đánh cái kia thôi. Mình còn có 400 thì đương nhiên rồi. Mã đằng là bị thương rồi. Hiện tại còn đây tương đây quân thì cũng hơi khó nhỉ. Thôi xin hàng. À không hàng à. Tự động chiến đấu thôi. Chấp trận là Thái Diễm bị thương rồi. Cày đấy. Mai là nó được hồi quân. Cho nên là mình buộc phải giết thằng này. As you wish. Điều, 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 điều. Phục kích thành công. Thằng tổng giác à. Có quân ở trong là cũng khá nhiều. Từ Vinh à, thôi thả. Return them to their kin. Mã đằng rồi mà vẫn còn thua do máu mình hơi ít. Xiên tướng nó khó vãi, mà mình bắn chết một thằng tướng của nó rồi. Nhưng mà nó có 4 đạo kỵ khỏe quá các bạn. Nó khắc chế khá là nhiều tướng. Kỵ là kỵ của Tào Tháo nên khá là mạnh. Bây giờ thủ thành nào cũng là một vấn đề. Bây giờ chạy cũng khó cơ. Ông Viên Thiệu này có thể nó sẽ đến nó đánh. Đấy, cho nên là mình sẽ lừa ở đây thôi. Tảng hình các bạn. Resume standard position. Đánh ở đây thì cũng không đánh được. Đấy, mình sẽ lừa vào đây thôi. Tảng hình. Remain drawn to strike quickly. Đồng chắc thì đánh cái mỏ muối này cũng được mà đánh cái mỏ này cũng được. Đây mình sẽ đánh cái mỏ này trước. China, strike with fury. Heaven nó sẽ mất mấy tên nó để hồi. This shows much potential. Từ đây mà xuống kia thì mất bao nhiêu tên? Ui khá là xa đấy. Order must be obeyed. Đấy. Mà mình ở đây mình mua ra thì sao? Cũng phải mất tầm 2-3 turn. Bây giờ mình sẽ phải đối phó với cả bọn ấy đã. Thứ nhất là đánh thằng này đã. For China. Thằng này thì khỏi chạy rồi. Nằm xuống. Nhưng mà công cái thành hơi khó. Our faith was rewarded. Chiêu mộ. To action. Thế là xong. Còn một thằng nữa thì không vấn đề gì. My fire is rekindled. Cho nó chạy. Đây, ví dụ như thằng này. Hiện tại có thằng Lý Nho. Nó thủ ở trong. Và quân đội của mình thế này thì rất khó để mà thắng nhé các bạn. For the people. Shout fury. Tiếp tục vây thành. Mình đang thất bại cao ạ. For honor. Nhưng mà mình mua thêm mấy thằng tướng nữa thì sao? March. Nó đang hơi dở là mình mua mấy thằng tướng nữa thì cũng hơi đau nhỉ. Attention. Đây ví dụ mua con này. There is cunning in portion. Có huy nổi không? Crush them. Vẫn cao, vẫn trung ạ, tiếp tục vây thành. To battle. Bây giờ mình muốn mua mất 3 thằng rồi. Strike true. Ui, không thắng nổi. Fall back. À.
một ngày mình chỉ có hồi được 6 thằng thôi. Đó là vấn đề. Đấy, thằng này thì có thể nó sẽ lại chạy lên đây nó công cái thành này. Là hơi dở. Thành này buộc phải có tướng. Nếu mà mình đứng ở đây thì sao? Phục kích được 95%. My blade is poised. Đấy, mình sẽ câu nhé. Cho thằng tôn quyền nó đứng ở đây. Nếu mà nó chạy xuống kia thì đúng là phải chịu rồi. Off to battle. Thì lúc đấy mình sẽ xếp thái thú. Xếp thái thú thì bọn này công thì cũng rất là khó. Không bọn này là cái này có công một thành ngay không? Chắc là không công được. Rồi, chỗ này thì mình sẽ mua mã đằng ra tiếp. Không thể gọi là để thua một trận đau như thế được. Be still to conserve spirit. Con hoa lan lệ này thì nó hơi yếu. Thằng Yêm Nhan này thì cũng được. Một cung bùi ra. Deflect with shield. Đang bị thương khá là nặng. Con này mà thua một phát nữa là chết luôn. Đấy là vấn đề. Tăng 25 sát thương xạ kích của tướng. Ok luôn. My lord, I answer your đang request. Đang từ 2k tiền rồi đấy. Mình sẽ phải mua bọn bộ binh này ra. Caution! Once again, I feel the warmth of hope. Ok, đấy, tạm thời như thế. Xem bọn kia nó tính như thế nào. Nó đi thì nó phải đi mất 2 ngày thì nó mới đến được cái thành này. Rút lui thôi. Mình thì sẽ được hồi máu. Không, bọn kia nó cố lùa. Một tí quân nó lùa, mất thời gian. Ây da, đánh nhau rồi. Thôi, chấp nhận thua thôi. Ảnh hưởng gì đâu. Ây da, chết ạ. Chạm chết mình luôn. Ý quân nhưng mà rất là gấu. Đây bọn đồng trác này, xem là bọn này trụ được bao nhiêu lâu. Mình cứ bao vây thôi. Nó ra ngoài nó đánh thì ốp thôi. Sẽ mất chút ít thời gian nữa. Rồi, bây giờ mà không đánh thắng nữa thì thôi. Thắng lợi đẫm máu nhé. Đẫm máu là được rồi. Cứ phải thắng để ngăn chặn. Quân của mình ở đây hiện tại là không đi được lên đâu. Chỉ thủ thôi. Let the captives go. Bọn này cũng toàn quân khỏe thôi. Nhưng mà nó còn một thêm một đạo nữa. Đó. Một đạo này nữa là khá là khoai. Cho nên là buộc phải thủ ở nhà. Focus your rage. Thắng lợi đấm máu, ok luôn. The people's voice cannot be silenced. Cái này mình sẽ lấy hồi quân. My will is forged anew. Đây, bọn này đang còn đứng ở đây thì ma mày sẽ được chết. To duty. Ma quân của mình. Who is at the gates? Vẫn chưa có một cái đồ gì ngon cả. Ma đại ma đang chết rồi. Thằng này thì ma đang có đánh từ đâu? Ma đang không đánh từ nha. Attend. Ma còn ma đang có đánh từ. To attention. Hiện tại. I bid you welcome, my lord. Có bị thương không? What do you wish to know? Nói chung là thằng nào cũng bị thiếu một ít
đang có không vũ khí nó không không có đổ cho nên là đánh tướng nó lâu phết. Không có vũ khí xịn. Ôi phát phát này thì xịn hay không xịn không quan trọng. Số được còn lại còn một. Mai là mình sẽ hồi được lại là câu chuyện nó sẽ khác. Hoặc nếu mà bây giờ mình úp luôn, thằng này nó lại đang đầy máu rồi. Và quân đội của nó cũng đang khá là đầy máu. Khá là khó để mà đánh. Còn cộng thêm một quân ở trong trong thành nữa. Bây giờ mà mình chạy thật nhanh về đây thì sao? Không chạy được. Không có cách nào. Chỉ có cách chạy ở đây thôi. Thế mới đâu. Hoặc là mình bây giờ chỉ có đi nhón nhón thôi các bạn. Đi nhón nhón lên trên này, đi nhón nhón không được. Đây ví dụ đi 27 lên đây. Đi nhón nhón để cho nó không biết. Mã siêu. Đương nhiên rồi. Unleash fury. Mai kiếm này. Spread in all directions. Quên mất đấy, đáng lẽ mình mua một cái đạo quân ở đây. Nhưng mà mình cũng không đủ tướng. Tôi chấp nhận số phận, cứ đứng tạm ở đây đấy, hồi hồi cho nó đầy quân mai chiến. À. Rồi còn thằng này nữa. Be the sword. Tôi quyết được 70% thôi. Marching. Be ready to spring. True glory. Am I needed? My lord. I hope all is well. What do you wish, my lord? Quên mất cái thằng này lại cầm quân này thì nó hơi đắt. Mình nên đổi quân này đi. Ok, đang trừ 2.000 tiền, không vấn đề. Trừ 45% phong dũng. Đây cho thằng này nó trừ. Xem thành nào nhiều tiền mình sẽ trừ phong dũng các bạn. Thành này cũng 20%. Hết tướng rồi. Thu thập từ nông nghiệp. Thành này là công nghiệp. Thôi cho nó công nông nghiệp cũng được. Tạm thời như thế đã. Ô quên không không xây cái chạy ngựa lên nhầm. Nói chung là mình cần phải chiếm lại cái chạy ngựa này và phải lấy được một cái chạy ngựa nữa. Ấy già thằng đổng cháp kia. Xem thằng lưu sủng này lại bốp lên trên rồi, lại bị dính phục kích rồi. Mặc dù phục kích thất bại nhưng mà mình vẫn cứ đánh thắng là bình thường. Đấy. Còn thằng này thì có dám lao vào đánh hay không? Chắc là nó lao vào đấy, nó đông hơn mà. Nếu mà nó có tập kích bên là nó lao vào. Biết hay mà. Mình sẽ rút lui thôi. Nó lại đánh thằng Tôn Quyền thì mình cũng lại rút lui thôi. Nó đang hơi ở gần nhau một tí. Mai mình sẽ quay lại mình đánh. Rồi, mày chết. Chiếm được rất nhiều đất rồi nhưng mà quân đội vẫn chưa được kéo lại. Đạt được ân sủng khi lưu độ nó là 10 lương thực. Đâu xem cái thằng lương thực. Hình như là mình mất cái nhiệm vụ rồi. Mình không để ý. Nó có cái nhiệm vụ cho cái thằng kia nó 10 lương thực là xong nhưng mà mình lại quên. Rồi thằng này bắt đầu nó đã chuẩn bị nó đầy quân rồi. Nó lại còn có thêm cái thằng động trác nữa. Mình thì là mình đã đầy quân rồi.
và mình sẽ suýt đánh được. Hiện tại là đầy quân, tướng mình có thể mình bị trọng thương, lần này mình đánh có thể thể thua. Hold the center. Nhưng không sao. Xem này. Trận này mà đánh thua nữa thì là hơi dở. Show them heat. Ok. Let feasting commence. This belongs to us now. Rồi bây giờ mình sẽ phải mua một thằng tướng ở đây. Hoặc là mình không tách được ở đây, mình sẽ tách thằng này ra. Đấy, mình sẽ chiêu mộ một thằng tướng ở đây. Cho thằng này nó chạy lên đây. Để đe dọa cái thằng đồng trác ở đây. Ô, rất ít quân nhá. Rất ít quân như thế này thì mình có thể mình mua tướng ra mình ốp được đấy. Mình cần một thằng tướng nhiều nhiều quân một tí cũng được. Hoặc là đây, kiếm thằng tướng nào có nhiều quân tí là được. Mua tạm, để tạm thôi và mình chiếm luôn. Đây. Tách cái thằng này ra. Chỉ sợ là nó tòi ra ngoài thôi. Ok. Đánh được không? Không đánh được ạ. Thế là hơi dở rồi. Phải đánh được cơ. The people are flocking to this province. Đánh được, ngon luôn, thằng này sẽ vào đánh luôn nhé các bạn. Còn mấy thằng này là mình sẽ cho tăng tốc hết tốc độ bao vây. Với bốn tướng, à với ba tướng là chắc chắn là đánh được đấy. Đây thằng này là một này. Chiêu mộ thêm một thằng nữa. Lưu Trương hay là gì đấy là tùy. Đây thằng này nhiều quân. Who is at the gates? Đánh một phát chiếm được luôn cái mỏ này thì ngon luôn. Ba tướng thì chẳng lẽ lại còn không đánh thắng được nữa. Nó có tí quân. Đây, chạy lên đây. Gather your strength. Chiếm luôn nhá, win. Ai già. Vẫn thất bại ạ. Mình buộc phải mua thêm một lượt tướng nữa không nào là không được. Lưu Trương này. A just war is the price of peace. I serve. Advance. Không thắng được nữa. Rồi, thắng lợi là được. Sau đó mình hủy hết quân đi thôi. Đổng Trác có chạy về thì tùy. Có thể cho mình đánh nhau nhiều, ân sủng của mình đang thấp đấy. Thế mới căng. One day harmony will return. Order will spread throughout. Phải hủy ngay. Không có dư tiền để mà nuôi cái bọn này được. Rồi. Cấp có cấp 1 thôi ạ. Rồi cái này mình sẽ nâng cấp lên thêm. Cấp 4. Ốp chết luôn thằng này. Với hai đạo như thế này thì sợ cái gì. Let desire shape and guide passion. Sao có vẻ quân của mình nó hồi không được nhiều. Let fury explode and lay them low. Không đánh được luôn ạ. Bỏ vây thành. Retreat. Nó còn được bục của thằng nào khác à? Rồi. Ben, đã hiểu. For China. Ai đứng ở đây? China is people, not its oppressive warlords. Mưu trí. Cầm kiếm phịn lên tí. I am at your disposal, my lord. Who calls? Thằng này cầm vũ khí này cũng được rồi. Tạm thời thế đã. Bọn này mà có lao lên tấn công thì ăn phục kích thôi. 13k.
Ô thằng kia đâu nhỉ? Nó phục kích mình à? My aim is precise. Ever như là nó phục kích rồi. Remain drawn to strike quickly. We must let us relax together for a while. Make way for the next generation. Đúng rồi, chắc chắn là nó phục kích ở đây rồi các bạn, cho nên là mình không phục kích được này. Đó. Thế thì mình phải đứng ở đâu mình phục kích cho nó chuẩn bây giờ. Đây. At ease. Prepare my chambers. Deflect with shield, cleave with sword. Mình phục kích lại nhá. Ready for action. Let us relax. Đứng thật là khéo léo không là. Grasp opportunity. Ấy già đấy. Nó hiện ở đây luôn. Thế mới bố láo, tí mình bị phục kích ạ. Với cái đạo quân này mình hạ hai, mình ốp, ốp đó là nó sẽ chạy. Quan trọng là nó sẽ chạy, nó sẽ không lao vào nó đánh mình ấy. Cho nên là thôi mình sẽ lại đứng ở đây thôi. Cứ thủ là thượng sách. Nói chung là mình tránh được phục kích. Còn cái đạo này bây giờ đánh nhau thì nó lại hơi dở là lại còn có cả thằng Động Trác ở đây, mình đánh xong. Standard starts. Hơi khoai. Mình đánh xong ở đây. Ở đây nó đang hồi cũng khá là đầy quân rồi đấy, nó cộng thêm một đống giáo đấy. Mà bọn này quân này nó rất khỏe các bạn. Riêng mấy con kỵ của nó này, quân của mình thì toàn quân cỏ thôi. Nếu mà không lấy cái thế gọi là ốp thì rất khó để mà thắng. Đấy. Mình sẽ chấp nhận là cho thằng này chạy thật nhanh ra đây. Không thì mình buộc phải cho Mã Đằng đứng ở đây phục kích rồi. Phục kích thì được có 45% thôi ạ. Còn con bé này mà đánh như thế này chắc chắn là sẽ bị đánh chết. Không chạy được. Đồng Trác nó cũng đánh chết cơ. Còn mình phục kích như thế này thì tỷ lệ đánh thua của mình cũng khá là cao. Chạy hết cỡ rồi không chạy được. Thế mới đau. Đánh Đồng Trác cũng không được. Thôi chấp nhận thôi, cho bọn này chết thì cũng không sao. Lữ Linh Khởi thì cũng chắc khó mà bị bắt. Nếu mà mình đứng ở đây thì chưa chắc bọn nó dám ra đánh đâu. Đây mình đứng ở đây. Có thể nó sẽ tập kích đêm. Đấy mình cứ đứng ở đây. Hoặc là mình phục kích lại. Thắng thua thì chưa biết. Nếu mà thằng Đồng Trác nó lao vào thì hơi chối. Thì mình phải chấp nhận số phận thôi. Còn nếu mà mình đứng đây chưa chắc bọn này nó dám ra đâu. Rồi. Nó vào rồi. Thắng lợi. Tự động chiến đấu thôi. Động Trác kia đứng kia dám vào không? Chiêu mộ được một thằng. Unified in intention. Lấy tiền thôi. It would be unjust to punish. Rồi bọn này bây giờ lát rồi thì cũng không sợ nữa nhá. Phục kích thành công. Dám lao vào à? Cái ổ này là cái ổ chết chóc. Chỗ này là chỗ dễ thủ khó công. Cho nên là mình phải lấy cái bàn đạp ở đây. Bọn nó sẽ đang tấn công dồn dập lên. Chiêu mộ luôn. Mình đang hơi nhiều tướng rồi đấy. Kẹo nữa mình sẽ phải hủy đuổi một số thằng tướng chiêu mộ đi. Rồi thằng này đang chạy. Đồng Trác chắc chắn là không dám lao vào. Mình sẽ vào chiếm cái Cao Bình này để mình hồi quân. Hoặc là có thể đánh chết thằng này luôn. Tùy. Ấy già, nó đánh nó có chắc chắn nó có tập kích đêm à? Không có tập kích đêm nhưng nó có lữ bố ạ. Khoai. Hai bố con gặp nhau. Thằng Động Mập này. Thế mới náo, mình gần 3.000 quân nhưng mà nó vẫn lao vào bởi vì là quân thằng lữ bố quá xịn. Nó có hai đạo ngựa xịn. Mà thằng lữ bố nó có tên nó bắn. Nó bắn là dễ đi. Cái bố này nó cân. Nó cân hết tướng của mình mất. Hơi đen.
hơi đen ạ. Ở đây nó có hai cái tháp. Ok. Đấy. Bây giờ bắn nhau thì có khi nó bắn một phát là chết nè. Mình đang xếp cái ấy hàng rào hơi nguy hiểm với cả kỵ. Đứa bố là chưa biết nó đi như thế nào. Lúc đầu mà lại không đi như thế này thì hơi khí, nếu mà nó công lên đây thì còn được. Nó lại không công đấy, nó lại công ở cái hướng này thì lại hơi quay. Take heed, warriors. Hurry. Mã đằng còn tí máu, thái diễm thế. Đằng nào cũng còn ít máu. The time has come. Ready. Make haste. Căng nha. Cẩn thận không thằng bố nó đứng nó bắn các bạn ạ. At the ready. Run. You will lose and be forgotten. Your threats will not avail you. Fight. To attention. Now. Ready. Do not relent. Cho giáo nó đâm chết cái thằng lũ bố cầm cưỡi ngựa thì mới được. Đấy, mình sẽ cho bọn này nó ra đây để buộc. Trông vào, chết thì thôi, buộc hết lên. Thằng lũ bố này mà nó tăng sai thì nó cũng rất dễ đi. Đi nó khỏe thật nhưng của nó chém. Nó chém kề vệ vãi vãi trưởng. Nó đánh một tí thằng này đã gần chết rồi. Make ready. Die. Be silent and face my blade. Stand ready. Fight. Con bắn bố đi. At the ready. Ready. Rồi, yes. Quá đẹp luôn. Steal yourself. Cái bắn quả đấy không thể giết được thằng bố đâu. Stand ready. Còn cái thằng đồng chát nữa. Rồi. Cô Thái Diễm bị đánh bại ạ. Có được hồi máu không? Nữ bố cũng được đánh bại. Thì con nữ bố lại được hồi máu. Thơm luôn. Đẹp luôn các bạn ạ. Đây bọn kỵ này nó rất là quái. Bây giờ cung của mình không làm ăn được gì. Chém bằng đồng chát thôi. Leaving some traitors for me. You must be faster if you wish to participate. Attend. The time has come. Make ready. Do not relent. Shout. Prepare. Phải đánh chém thằng lục giáp này. Kỵ của nó chạy rồi. Kỵ nó gặp nhiều tướng này cũng chết thôi. Mã đại bị đánh bại ạ. Rồi tướng của mình lại được hồi máu. Động sát à? Cung này bị cung mình bắn cũng khá là rát. Động sát nó nằm xuống đi. Gần chết. Win rồi. May mà gọi là con này nó bắn được trúng bố đấy. Không là có mà thắng được nữ bố. Ok. Nó thua thì nó nát quân thì nó sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Ready.
Thôi thắng luôn. Mai mình chiếm được cái đất kia luôn. Nó còn 700 quân. Nhưng mà với lực lượng máu như thế này thì không biết là có đánh nổi không. Đang phải xem. À đánh được, nói chung là cái chỗ mỏ kia thì nó quá cùi bắp. Thằng này nó xiên được chết 300 quân. Ghê phết. Tướng mình nó đang hồi máu rồi cho nên mình không sợ. Righteousness won today. Mấy thằng tướng này được hồi máu. Rồi hành quyết. Ngon luôn, thằng này lấy được ngựa đẹp. Rồi, Đổng Trác cuối cùng cũng đã bị chết. Ok, qua luôn. Đổng Trác chết rồi thì còn cái gì mà à. Rồi. Ô. À, không phục kích được à? À cái này là mình bị hở rồi. Bọn này nó đánh mà vẫn thắng à? Bọn nó nhiều quân thế cơ. Nếu mà bây giờ rút lui thì sao? Rút lui thôi. Rút lui lại một tí thì mai mình đánh bọn nó thôi. Ôi thằng này bị tập kích đêm là bị ốp chết rồi. Thằng này là không rút được nhé các bạn. Chấp nhận thôi, số phận thôi. Đau. Có thể tướng của mình nó sẽ bị chết. Có một con bé chết. Nó không phải là gọi là danh tướng huyền thoại. Cay. Nói chung là mình chém được cái thằng Đổng Trác là ngon rồi. Rồi. À. Lấy được ngựa, lấy được rất nhiều đồ của nó. Rồi. I will show mercy this time. Heaven's smart. Mình sẽ bây giờ mình sẽ đi đuổi mấy thằng tướng cho là mình dư tiền thôi. Đánh nhau liên tội. Ôi, phát này lại bị đánh nhau rồi. À. Quân nó khá đông lần này, nó còn đông hơn. Đáng lẽ lúc trước mình đánh thì có tỷ lệ còn thắng. Còn lần này đánh thì cũng hơi khoai. Tướng nó nhiều hơn. Bây giờ mà auto chắc chắn là mình thua rồi. Thua thì một số tướng này nó sẽ bị chết. Cay nhỉ. Ôi chấp nhận rồi. Bị nó xiên chết. Không muốn đánh tay các bạn, lười. Ok, không thằng nào chết cả, mai mình lại mua ra thôi. À. Cái gì đây? Bảo hộ hoàng đế đi theo cốt truyện là Tam Quốc. Có thể bảo hộ hoàng đế là gì? Tuyên chiến với Lương Châu Công Quốc và Đổng Mân. Đổng Mân, tuy rằng Đổng Trác là nắm quyền nhưng lại bị Lữ Tử Lữ Bố giết, mình giết mà. Nó bảo hộ hoàng đế đương nhiên rồi. Nó vẫn là đang tuyên chiến, mình vẫn đang tuyên chiến với nó đây còn gì nữa. Đang đánh nhau với bọn này chán chê. Đương nhiên là bây giờ mình cần phải bây giờ mà công cái này bọn này nó lại vào. Lại còn không công được nữa cơ. Thế mới cay. Đứng ở đây lại không công được. Thằng này thì sẽ công được. Resume standard positions. Đây nhá, đứng ở đây này. Maintain momentum. Peace through conquest. Không công được ạ. Cay nhỉ. Hiện tại máu của mình thì cũng khá khá. Vẫn có thể đánh được bọn này. Bây giờ mình sẽ đánh vào trong đây. Thằng này nó sẽ kéo về. The population is stable. Cũng khá là nhạy cảm. Nhưng mà buộc phải đánh thôi. Bao vây nhá. Attack!
không đánh không được các bạn. Trust instinct. Không may bọn này nó lại hồi. To arms. Thất bại. Quân nó khá là đông. Ok. Lại một trận khó khăn đánh tay. Take a look at who we oppose. A general of unknown integrity, but insignificant skill. They cannot be allowed to taste even a hint of victory. Được cái mã đằng cũng có nhiều máu hơn một chút rồi. Now, that they might know just who it is they face. In victory, our ambitions are realized. Let us go. Đến lúc mã siêu phải rút quân về rồi đấy. Nói chung là phải có những thằng tướng mạnh. At the ready. Ok. Ui dồi ôi, đi xa thế này cơ. Vãi cả trưởng ạ. Quá xa như các bạn. Cái mỏ này cũng không hề đơn giản. Thôi kệ, gọi là giải cho nó có đi. Công này là rất là mệt. Quan trọng là tướng nó thu vào trong thì mình rất là khó công thắng. Ok, ở đây bọn này nó đang nao lên. Nó thấy ít quân hơn là nó nao lên nha các bạn. Cho nên mình sẽ dẫn quân thần tốc ra đây. Đứng ở đây thôi. Take heed, warriors. Move out quickly. March quickly. Faster. Run, run. Hurry. Đứng ở đây. Từ. Cho bọn này nó nào vào. Ready. Our comrade is under attack. Cái gì vậy? À nó bắn tên à. Take heed, warriors. Run! March at the double. Go, go! Go, go, go! Rồi. Rồi chúng mày chết thôi. Lại đốt cho mày cháy nốt nha. Vào đây. The time has come. Attend. Stand ready. Make ready. With speed. To attention. Move out quickly. Ready. Đứng dân đen trên ngọn lửa hung tàn. Stand ready. Rồi. Yes. Make ready. Nói chung là mình cần phải charge. Phải giữ ngựa các bạn. The time has come. At least pretend to try. Talk all you want. You are still going to die. Attend. Attend. Faster. Stand ready. The time has come. Prepare. Be everywhere and nowhere. To attention. Do not relent. Make ready. March at the double. At the ready. Kill them. Fight. Make ready. Move out quickly. Chết mất ngựa rồi. Attack. Take heed, warriors. Kill them. Do not relent. Không muốn chết ngựa mà vẫn cứ để đi chết ngựa. Run. March at the double. Đấy, chết ngựa rồi, dở. Prepare.
Keep it up. That's right. Rồi. Thì cần tiếp bọn kia. Come on. Surely you can do better. Very funny. Perhaps focus on battle. The enemy unit flees. Ha! What cowards! Rồi, bọn nó hết quân rồi. Quân bọn kia thì chắc là nó đang chui vào trong nhà rồi. Còn mấy bọn tướng ấy, mình chỉ cần quét hết được cái bọn trắng này là được. Rồi, ok. Như mưa đấy mà vẫn còn chưa chạy. Ngã đi khởi nó khá là nhiều máu cho nên là mình sẽ vào đây luôn. Chiếm luôn như vậy. Mấy trận khá mất thời gian. Bọn kia bây giờ mới tới. Ôi chạy 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 nhanh chạy nhanh chạy nhanh chạy nhanh chạy nhanh chạy nhanh chạy nhanh. Cho một bé lên trên đây để chiếm cái đống này. Đấy, có bọn ngựa kia. Bắn trượt ạ. Bắn trượt, cay quá. Ôi xong đi chém bọn này thôi. Rồi. Chém chém, bắn đi em, rồi sợ cái gì, ngựa à. Còn vài con ngựa mà cũng náo à, rồi tên nó bắn cho nhức hết cả người, chạy đi, à, ok xong, giết luôn thằng này. Đẹp luôn. Rồi bây giờ tập trung hết quân lại thôi. Win thôi, thế thôi. Bọn này sẽ bị chết. Oh, get back up, you coward! Tự win mà không thần tốc thì chỉ có thua thôi. Nó mà tụ họp sớm thì còn ok, chứ nó tụ họp muộn như thế này thì tướng của nó cũng gần như hết máu hết rồi. Righteousness won today. Thằng này Nhan Lương này cũng khá là mạnh nè, bây giờ nó không theo mình. Hành quyết nó khá là mạnh cho nên nó phải chém, nó không theo thì phải chém thôi, không thể để cho nó gọi là ấy được. Rồi nó còn mấy thằng này thì cũng chả làm ăn được gì. Who is at the gates? Đây thì mình có thể mua thêm một ít quân ở đây cũng được. To arms, to conquest. Hiện tại thằng này cũng không đủ sức để mà vào đây mà đánh. Nhưng mà thằng Lữ Bố này nó lại
phụ mai này nó lại hồi được máu, không biết được. Khá là nguy hiểm khi một cái mỏ nó đúng như thế này. Mã đằng còn một ít máu, quân mình cũng còn khá khá. Đấy, chắc là mình sẽ phải đổi quân cho mã đằng thôi, để tránh gọi là thua. Cứ phải mua quân để cho nó hồi quân, cho bọn kia nó nhìn thấy đông quân thì nó sợ. Mua giáo coi vậy. Let desire shape and guide passion. À, ok. Rồi, ở đây thì gần như là ngon rồi, mã siêu là ngon rồi. Ồ, đây chạy ngựa là mình cũng đã chiếm được rồi. Thì hiện tại mình chơi kỵ nó sẽ khá là rẻ. Tell me your wish and I shall. Bây giờ chỉ cần nâng cấp lên thôi. Để ok nhất thì chắc mình phải nâng cấp cái này luôn. Chạy ngựa, ôi chạy ngựa nó cũng không thêm được bao nhiêu ạ. Mà rất có thể nó sẽ ốp cái này của mình. Buộc phải có tướng trấn thủ nhá. Không có tướng trấn thủ là rất dễ vỡ mồm. Order will spread. The conqueror returns. Bọn này nó đã xâm nhập đến đây rồi thì buộc là phải mua quân ở đây thôi. Thành này thì mình thủ khá là chắc rồi, không sợ. Nhưng mà mình cần phải có một cái đạo quân chính. Bằng đức mua ra tiếp. Lift the peasants. Bring news of what occurred in my absence. Hoàng Nguyệt Anh này. Reflect with shield. Clean. Đấy, bây giờ phải cần có những thằng tướng này. À. Tạm thời như này đã. Bọn này thì phải ốp chết. Mãi không hồi được đầy quân các bạn. Heading for war. Push forward. Cứ phòng thủ thôi. À, mỗi tội là mình đánh nhau nhiều quá cho nên là mình sẽ bị trừ cái điểm ân sủng rất là nguy hiểm. Đấy. Bây giờ lại từ Let the captives go. Free them all. Khá là căng. I hear a call. Quá ngon ạ. À, nó lên cấp rồi. Rồi cứ đứng phòng thủ ở đây thôi. Với phun một đạo quân như thế này thì cũng là hơi chát nhỉ. True glory. Nhưng mà mình vẫn cần phải phòng thủ. Ever forward. Không làm ăn được gì. Remain drawn to strike. À, chỗ này mình sẽ phải mua thêm một thằng tướng nữa để phòng chó cùng cắn dậu các bạn. Mua thêm mấy thằng tướng nữa. Sprout ever upwards to heaven. Cho thằng này không cầm được cái này. Cái này của Vũ Ba La giữ ra. Đấy, nó có cung này khá là mạnh. Cái gì đây? Cộng 1 cấp bậc quân linh khá là ngon. À, một cái đồ mới. Phản hồi sinh quýt. Nói chung là toàn cầm cung này nó cũng khá là xịn. Mình cho mấy thằng này nó cầm cung luôn. Hài lòng phạm vi thế lực cộng 30 dự trữ ạ. Đấy, khá là xịn sò. Nhưng mà bây giờ thì mình cũng không quan trọng cái độ hài lòng nữa. Đó mới là vấn đề. Đây cái này cũng là ngon này, cái này cũng ngon này. Kinh nghiệm nhân vật phạm vi thế lực cộng trị an cộng 10 sản xuất. Cái này thì cũng ngon, cái này cộng 30 dự trữ. À, cái này thì nó sẽ phù hợp thôi cho thằng mã siêu cầm vậy. Đâu là tướng mã siêu rồi. Không nhìn thấy mã siêu ở đây. Cái này mình sẽ bỏ cái này di chuyển đi một tí. Cộng cái này cộng hài lòng cộng uy quyền nó cũng tăng đam lên cũng khá là mạnh. Đấy. Rồi. Tạm thời như thế đã, xem cái thằng này là động giác này nó như thế nào.
Choose your words wisely. Bọn này thì nó đã hòa bình được chưa? This will be short. Thực ra là nó đang tuyên chiến với cả bọn Hàn Toại nữa, cho nên là cái câu chuyện là mình có thể để mà ok ấy, mình có thể rời bỏ liên minh nhé. Nếu mà rời bỏ liên minh thì sẽ là Viên Thiệu thích Tổng Mân, thích Lưu Sủng thích đấy, bởi vì là đánh nhau với cả hiện tại mình có liên minh nó rất là dở, và mình đang ký một cái hiệp định trước đây. Insolent upstarts. Kệ vẫn ký thôi, còn bây giờ thằng Hàn Toại nó đánh mình thì mình ốp thôi, Đổng Mân vẫn còn một chỗ. Thế thì là mình lại không phải đánh nhau bọn này luôn, bởi vì là nó đang chiến tranh liên minh. Tự dưng mình vào cái chiến tranh liên minh này nó rất khó để ký kết hiệp định. Đấy, câu chuyện nó là như vậy. Thì bây giờ mình chỉ còn đánh nhau với thằng Đổng Mân thôi. Còn thằng này Viên Thiệu Viên Thiếc này gần như là xong xuôi hết rồi. Bọn này gần như là không đánh nhau nữa rồi. Không đánh nhau nữa thì mình sẽ hủy quân đi thôi, để mình tích tiền. Đấy, mình sẽ không mua quân nữa. Do you have orders for me, my lord? Mà chỉ có mua quân tập trung để đánh thằng Đổng Mân cho nó xong đi. Và đánh thằng Hàn Toại nhé. Bởi vì là mình đang muốn chiếm cái mỏ ngựa của nó. Đó. Đó là vấn đề. Cái mỏ ngựa này là cái mỏ rất quan trọng. Thì hiện tại ở đây thằng Đổng Mân này không biết là nó có quân không. My lord, how can I serve? Đây mình sẽ chạy lên đây xem. Truth is an unquenchable. Let the horse peal with laughter. Nhầm. Ôi thằng này lại không được à? Bend, do not break. Thằng Yên Nham này thì lại hơi... Embarking. Hơi căng. China is people. Bọn này sớm muộn nó chiếm. Rồi thôi thế này thôi cũng được, không sao. Qua ngày đi đã. Your assault on công tôn toàn tiên chiến, ok. Tầm này thì thằng nào tiên chiến cũng được, không sợ. Diệt cốt thằng Đổng Trác thì cho nó xong. Đổng Mân. Peace born of desperation, not resolution. Ký hòa bình ạ. Nếu mà ký hòa bình thì cũng được, hoặc là mình giết nó cũng được, nó chỉ còn một tên thôi, từ chối để cho cái thằng ấy à, thằng Đổng Vân nó lại xuất hiện luôn ở đây ạ, nó mới mua về ạ. Thằng Đổng Vân nó ở kia thật. Thằng Khổng Dung này bắt đầu đi vào đất của mình, hơi sâu ấy. Để xem là Khổng Dung này nó còn đánh nhau với mình không. Thằng Khổng Dung thì không còn đánh nhau. Bây giờ mình cần phải có một cái thành để nâng cấp cái ấy các bạn ạ. Đây lại bị tổn hại là thế nào? Bị thằng nào nó quấy phá à? Mình phải xây một cái kho thóc. Không biết là xây cái thành nào bây giờ. Thành này xây kiếm tiền cũng hơi chát. Thôi mình sẽ hủy cái này đi để mình xây kho thóc vậy. Chấp nhận mất ít tiền các bạn ạ, bởi vì bây giờ là đến giai đoạn ấy rồi, buộc phải xây thôi, sau đó mình hủy đi, xây lại cái trợ cấp. Destroy corruption. Mã siêu ra sao? Channel passions.
Đây, gọi toàn tướng xịn ra thì làm sao? Marching. Chắc chắn là thằng Đồng Minh nó ở đây rồi. Thằng Đồng Minh bây giờ mà mình ốp thì chắc chắn nó chết. Là nó sẽ có cái thằng nữ bố rời đi. Đấy. Let fury explode and lay them low. Strike as one. Thằng này đi tới. Follow the heart. Unleash fury. Do not yield. Gather your strength. Đầu tiên là phải tách thằng này ra. Cho nó vào đánh. Chạy đi đâu? Chạy khá xa đấy. Nurture passion. Bây giờ có khi mình bắt thằng Đồng Mân, có khi nó làm chư hầu của mình. Nói chung là mình cũng không cần chư hầu, giết luôn để có cơ hội là tuyển được nữ bố các bạn ạ. Thằng nữ bố mà khi nó mất là nó có thể nó sẽ sang một số cái phe thu thập nông nghiệp, ok luôn. Xem bố con hội đấy, đúng rồi, vừa nói xong bố con hội họp luôn. Bởi vì là khi mà bọn này nó mất đất là nó không có chức chiếc gì mấy thì rồi Trương Niêu, nữ bố, Hình Đạo Vinh, ôi giời ơi, toàn siêu tướng này. Ngon luôn nhá các bạn. Kế quá hay luôn, Trương Niêu luôn. Rồi, nữ bố thì tiệu nữa mình cho một chức chức quan luôn, thằng Hầu Thành này. Tầm này thì mình cần tướng xịn nè. Ngon rồi, nữ bố đã về tay thì chuyện thống nhất thiên hạ nó lại là vấn đề. Thực ra có hay không không quan trọng, nhưng mà để cho bố con nó hội họp với nhau. Ơ, thằng nào? Thằng này ngon nhá. 18 tuổi. Thế lực nào đây? Sao lại có áo tướng đỏ? Lưu Bị ạ. Sao thằng Lưu Bị nó lại không rộng trọng dụng nhỉ? Mua thôi. Thằng này cũng không khó để mà có thể là chuột ạ. Đương nhiên rồi, nữ bố thì phải cho nó ít nhất là một cái chức quan. Không hợp với tôn quyền. Đấy, sẽ giữ được chân. Rồi, tất cả các tướng mình tăng skin lại. Thằng này có vẻ không hài lòng. Tư Mã Huy 12 à. Mấy con bé này thì có thể đuổi đi cũng được. Mấy cái đứa này nó cấp thấp quá, giữ nhiều cũng không giải quyết vấn đề gì. Thằng này thì chưa biết được nhá. Thằng này bên nào đây? Lương Châu Công Quốc ạ. Thằng này thì nên đuổi. À nhưng mà hình như thằng này là cái thằng mà mình thu phục nó, cho nên là cũng không sao. Cứ thiệt mà chơi thôi. Ok. Rồi, chắc là đuổi mấy cái đứa cấp thấp gì tí nữa. Đỡ loảng hoảng. Quý Vân Liễu này. Ngon rồi, thằng này cũng là hoàng thân quốc thích rồi. Tư Mã Huy, thằng này cũng ngon đấy, nhưng mà miễn chức. Nói chung là có cái thái độ không tốt thì miễn chức. Rồi, tạm thời thế. À, thằng này mình sẽ mua một ít quân tướng xịn ra một chút. Có chạy được tới kịp không? Chạy tới kịp luôn. Đấy, cho nên là thằng này quan trọng là thằng này có đánh được Đồng Minh không? Không đánh được ạ. Thế thì dở rồi. Thế mình là dở rồi. Mã Thiết có đánh được không? Who calls? Không vào được. The population is growing here. A gladdening sign. Obey instinct.
touch him. Purge doubt. Phải chiêu mộ được thằng nào nó chạy nhanh nhanh cơ. Thế mới đau. Mã Vân Lộc thì chắc cũng không thể nào mà tới được. Quan Bình thì sao? Channel, passion. Quan Bình thì càng không. Who calls? Quan Bình thì tôi mới chạy nhanh. Quá khó các bạn. To restore order. Thế thì buộc phải hủy à? Bọn này có dám nào ra đánh nhau không? Peace through conquest. À. Thôi mình cứ cho mấy thằng tướng này nó đứng lên trên thôi. To war. Đánh bằng tướng mà quan trọng gì đâu. Gather your strength. This cannot be. Sợ bọn này nó có gọi là đánh trận đêm thì mình phải chấp nhận số phận thôi. Obey instinct. Ôi tạm thời như thế đã. À. Mấy đạo này mình hủy hết đi. My lord, I answer your request. My lord, I hope all is well. How may I serve? Order will spread throughout. Không đánh tới mới cay. Bây giờ mà nhận nó là chư hầu thì nó là chư hầu của mình. À thằng này nó đang là chư hầu của người khác à? Thế lại ủng hộ độc lập. Thằng Độc Mân này nó là của Công Tôn Toản. À thế thì vẫn đánh nhau thì cũng chả sao. Kệ thôi. Quan trọng nhất là mình phải giữ được mấy cái trại ngựa này. Rồi qua ngày thôi. Nữ bố rồi tăng được skill lại. Cái nào cũng ngon, cái này trừ sĩ khí cộng 3 sĩ khí quân ta này. Mình sẽ tăng để mình lấy được cái bắn tên trước. Đấy. À đây. Đấy, thế là chuẩn. Cho lũ bố nó cầm quân. À, à. Mình cần cái mỏ này. Cho nên là phải chuẩn bị đánh nhau với thằng Hàn Tọa. Hình Đạo Vinh nữa. Một đống tướng. Trương Liêu. Thằng này có thể nó làm thái thú được. Thằng này cũng có thể làm thái thú được. Mình cho nó dẫn quân ở đằng dưới này. Cho nó tướng phụ trước. Mình chém thằng tổng trác là mình được một đống đồ cơ mà nhỉ. À nhưng mà chắc được kiếm. Kiếm đao cái gì đấy mà cung kiếc. Ôi kệ. Rồi à, nói chung là cần phải một clip nữa thì mới thống nhất được Trung Hoa Ngụy Công Quốc. À Ngụy Quốc. Bọn Ngụy nó đã lên vua rồi. Quài. Thôi chấp nhận số phận. Chỉ tiền chết. Nó có tập kích đêm thì chịu rồi. Thực ra nếu mình không đánh tay thì không sao. Nó đánh từng thằng này thì đúng là khoai. Mình sẽ rút lui một tí vậy. Retreat. Our mercy has its limits. Lưu Tông chuyên chiến rồi. Rồi bọn Lưu Biểu nó đánh ấy, thằng Lưu Tông.
hoàng tổ nó đánh này. Ok, bọn tặc khấu à? Tặc khấu đi đâu đây? Đánh nhau với rất nhiều thằng đến giai đoạn này. Nhưng cái thế của mình là thế cực đẹp, thế của mình là công từ trong ra. Sao lại tôn quyền dã tâm thế kia? Dã tâm là không được, khao khát địa vị cao hơn. À cái này dã tâm cũng được, chả sao cả, bởi vì thằng này nó đang là trung thành son sắt rồi, nữ bố thì lại không được ạ. Thằng này thì nó đang là người thừa kế, à nó đang là thừa tướng này thì quan trọng quá, thì dã tâm hay không dã tâm nó càng cộng skill cho mình thôi. Thằng Ngụy Quốc thì nó đang ở rất gần với mình có thể chiếm được ngôi rồi. Đấy, hiện tại là nó sẽ là Lương Châu Công Quốc. Ôi tôi chết tôi rồi à, do mình đánh nhau nhiều quá các bạn ạ. À, Lương Châu Công Quốc là mình nhầm. Mình lại cứ tưởng Lương Châu Công Quốc là ai, mình lại tưởng là cái thằng thằng ấy này nó lại trốn. Đây mình phải xem lại nhá, ân sủng này cho nó bụp nó cao lên, không là dở hơi đấy. Dở hơi biết bơi đấy. Thằng Độc Mân này thì chết đi còn gì. Hiện tại này đang có cái bọn tặc khấu. Rồi mua Lữ Bố ra mà chiến còn gì nữa. Lữ Bố Nã Ninh Khởi tùy. I shall not waver. Thôi mình sẽ mua Nã Ninh Khởi, Mã Vân Liễu cả. Under one banner. To war. Không đánh được ạ. Remain supple. Rồi cứ bao vây phát á. For rồi honor. Tính. To battle. Obey the heart. For China. Thằng đợi đựng máu là được. Cho thằng này nó chết luôn. Justice cannot be denied. We will bring righteousness to this settlement. Động Mân hoàn thành. Quang bây giờ phải tiêu diệt thằng Tào Tháo. Ok, mình tăng được 8k dân số. Bọn này chắc phải đánh nhau à? Đúng rồi. Attention. Bọn này chắc chắn là nó sẽ lên nó tuyên chiến với mình ấy. Bọn này nó đánh nhau rồi, bọn cướp này thì kiểu gì nó cũng đánh nhau. Quan trọng là bây giờ mình phải mua tướng mình ốp chết nó thôi. Purge doubt. Quỷ quân đã. I bid you welcome, my lord. Không biết là nó đánh cái chỗ nào mới là vấn đề. Mã siêu tăng cái này cũng được. Nó sẽ là tướng chính. Tăng cái này thì sẽ được ủng hộ thế lực. Melt away. Rồi, mã siêu sẽ là tướng chính. What do you wish to know? For China. Quan Bình thì tăng cái này đi. What do you wish to know? Spreading the word of our cause. À, nói chung là mình sẽ mua quân để mình đánh cái bọn tặc khấu này, chắc chắn bọn tặc khấu này nó sẽ đi chiếm linh tinh đấy. Rất là mệt. Nguyên Thiệu. Ngô Công Quốc cũng tuyên chiến với mình rồi. Ngô Công Quốc tuyên chiến thì lại cả mấy cái thằng này nó tuyên chiến nữa cơ. Đấy. Our patience is thin. Tự dưng cái thằng Ngô Công Quốc nó tuyên chiến là thằng Ngô Công Quốc nó đánh cái bọn nhà Hán này này. Greetings. 15% hòa bình. Thằng Ngô Công Quốc này hiệp định ngoại giao ban bố thánh chỉ một phát này. Hoang đường ngay. 15 thì rất khó rồi, mình buộc phải đánh nhau với thằng này. Nó lại là liên minh đồng minh với cả Yến Công Quốc, cho nên là tại sao mà nó lại đánh nhau với mình mà đánh nhau ấy. Đánh nhau bọn này là mình sẽ đánh nhau khá là mệt đấy.
Thằng này đang đánh nhau với Mộc Lộc. Ok, mình phải xử lý cái, bây giờ mình sẽ mua một cái đạo quân ở dưới này để mình xử lý mấy cái bọn cu tèo cu tí này nha các bạn. Triệu tập quân đội ở đây. Vì cái này nó cũng là cái mỏ rất là nhiều tiền. Cho nên là mình sẽ mua những con tướng xịn để có thể chơi được. Mã đằng là một. Thằng này là hai. China is people, not its oppressive. Mã thiết cũng được. Nói chung là con nào cũng được, con hoa lê này cũng được. À, mai sẽ mua thêm một đạo nữa ở đây nữa. Let the horse peel with laughter. Triệu tập luôn một đạo nữa ở đây. Tôn quyền mua ra cũng được. Tôn quyền thì nó đi hơi chậm một tí. Ok. Đấy, tạm thời như thế. Đã đến lúc là phải chơi ngựa. Tôn quyền này mua ngựa xem sẽ là như thế nào. Bởi vì là ngựa, mình cần mua ngựa vàng 140 tiền à, khá là rẻ rồi. Mua hai con. Thằng này đang phun quân, đang chưa biết làm gì. Có thể đem quân lên đây đánh Hà Đông. Chắc chắn là bọn Yến Công Quốc có thể nó sẽ đi qua đây để nó đánh. Mình sẽ đem quân lên đây trước. Rồi. Trịnh Giang thì mình ký một cái hiệp định không xâm phạm lẫn nhau và cho nó một ít đồ đi. Đánh nhau nhiều giải quyết vấn đề gì đâu. Mình chỉ đánh nhau với mấy thằng chính thôi, bọn Trịnh Giang này nó sống hay chết nó không quan trọng. Rồi. A successful bid. Mã siêu đứng thủ ở đây thì cũng được. Ngô Công Quốc nó có một cái thành ở đây. Thái Mạo ở đây. Mình sẽ phải triệu tập một đạo quân ở đây. Hết rồi. Hơi căng. Được có 6 cánh quân mỗi mùa. Bây giờ mình phải tăng cái điểm gì để tăng thêm cánh quân nữa. Thôi tạm thời thế cũng được. Không sao ạ. Mai đánh từ đây đến đây đến đây thôi. À, Ngụy Quốc này thì mình chiếm cái ghế này nó sẽ rất là dễ thôi. Không có gì khó cả. Mình sẽ chơi ít tơn nữa. Đấy ra, Ngụy Công Quốc cũng lại tuyên chiến với mình rồi. Cái gì đấy, sẽ tự dưng tuyên bố dữ liệu cái gì đấy. Chấp nhận và tiếp tục. Ok. Đang chơi tự dưng. Hóa ra nó đánh Đế quốc Đại Hán các bạn. This will only end in tragedy. Nó bắt mình mất một đống đồ để có thể hòa bình. Quên đi. Chưa cần thiết. Thằng Yến Công Quốc nó đang đi cái hướng trên này là mình cũng hơi nhọc đấy. Mình thủ ở đây là hơi khó. Bây giờ cho mã siêu chạy thật nhanh sang thì cũng là một câu chuyện. Rồi, đây là đến cái giai đoạn bắt đầu khó khăn ấy, có nghĩa là sẽ đánh nhau nhiều. Thằng này thì nó phải tầm 2 hôm nữa nó mới lên được đây. Có Triệu Vân nhá. Quân đội khá là mạnh. Có Vu Độc. Kinh nhá. Chơi với cái đạo này thì chắc chắn là mình phải mang quân xịn thì mới công được, mới đánh được đó.
Hiện tại này có thể mình sẽ bị mất cái chỗ này. Chấp nhận số phận thôi. I answer your request. Nếu mà mình công ở đây thì cũng hơi khó. For the people. Không đi qua lỗi ạ. Ready yourselves. Ô vãi trưởng. Thế nữa. Rồi, lên công bọn này thôi. Với tương đây quân thì mình nghĩ là ăn được. Không cần phải hồi quá là đầy quân. On we go. Leave none standing. Rồi. Spread in all directions. Còn rất nhiều thằng nó còn kéo quân đằng sau xuống nữa. Thái Mạo Hoàng Tổ. Đây này còn gần cái thằng Ngụy Quốc nữa. Mình đang có 13k. Nếu mà bây giờ mình mua một đạo quân chính quy ở đây thì sao? Nói chung là phải gọi Lữ Bố ra. Làm gì thì làm. Be open to it. Bring me news. Phải có một đạo quân mạnh. Thái Diễm. To enlightenment. Lã Linh Khởi cũng ok này. Troops. Lữ Bố thì chơi bọn kỵ này không mất tiền. Kỵ vàng cũng không mất tiền nhé các bạn. Cho nên là mình đổi Lữ Bố. À, kỵ vàng là phí duy trì mua không mất tiền thôi. Phí duy trì là 124. Chơi một ít bởi vì thằng Lữ Bố này chắc không ong tu nhiều đâu. Chấp nhận. Chơi 6 đạo kỵ thì cũng cắt bọt đấy. Nhưng mà chơi toàn kỵ vàng, không chơi kỵ đỏ. Tí gì thì có là 120 mấy đồng. Và mình có full 3 cái đạo này. Thái Diễm này thì wish, có đánh trận đêm các thứ đầy đủ. Kiếm chưa ngon lắm, cho cái kiếm xịn lên một tí. Rồi, Lữ Bố thì nào xịn lắm rồi. Cộng 1 tất cả. Quên lúc nãy không mua. Con bé này thì cũng con bé này mà chơi kỵ là không mất đồng nào các bạn ạ. Bởi vì là Lữ Bố là chơi mất tiền chứ còn Lã Linh Khởi ấy, là nó có cái ấy. Thế thì đây mình sẽ đổi cho Lã Linh Khởi vậy. Cái này cầm tướng thì ngon hơn. Cầm giáo thì 54. Lã Linh Khởi chơi là nó sẽ không mất tiền. Đây, mua kỵ là không mất tiền. Và kỵ nó khỏe khỏe hơn. Nói chung là mình sẽ chơi kỵ vàng. Mua giáo vài con. Hoặc là mình sẽ chơi full kỵ vàng các bạn. Phí duy trì là không đồng. Chấp nhận số phận. Thực ra là mình sẽ mua thêm tướng phụ nữa để cho nó có quân. Phí duy trì là 300 này. Đang 13k đúng không? Mã Vân Liễu. Peace through conquest. À. I answer your request. Rồi tạm thời thế này đã. Đang âm 600 vẫn thoải mái. Bọn này chắc chắn nó sẽ lên đây nó chiếm cái này. Chạy ngựa của mình là đang level 4 lên 5. Phí triệu mộ trừ phí
10% là duy trì đạo đạo kỵ binh. Mình tăng thêm một điểm nữa. Cái này tăng thêm. Nói chung là mình phải cố giữ cái này các bạn ạ. Cái này đang là 6 lên 8 này. Và mình chiếm được thêm của một cái mỏ này nữa thì chắc chắn là mình chơi kỵ là không đồng rồi. Các con tướng khác chơi cũng sẽ là giá nó sẽ rất là rẻ. Cái này tăng mắc lên thì như thế nào? Cộng hồi quân thôi cho nên là cũng không phải tăng mắc. Rồi thế thôi. Chắc cái đạo này mình sẽ để ở nhà thủ thì công là hơi khó. Công thì mình phải có một hai đạo nữa. Rồi thằng kia nó đang chuẩn bị nó chiếm được cái mỏ này của mình. Mất cái đạo kỵ này là sẽ hơi mệt. Rồi thằng Hàn Toại nó tiên chiến rồi. Chắc chắn là phải như vậy. Thế là mình cũng hơi căng đấy. Phát này mình sẽ âm tiền khá là nặng bởi vì mình có mấy cái hiệp định thương mại mình phải cần ký kết với cả mấy cái phe. Bây giờ thế công Tào Tháo hay là như thế nào là phải đang phải tính. Tào Tháo chắc chắn nó sẽ kéo quân đến bây giờ đây. Đánh Tào Tháo thì mình sẽ được lên làm vua thì cũng khá là ngon. Đấy. Ngô Công Quốc giải phóng một số thằng. Thằng Ngô thì chắc nó cũng rất là muốn hòa bình với mình thôi. Bởi vì là cái thái độ của Ngô nó vẫn là tốt với mình. Mình chơi với nó lúc đầu là cũng là thân thiết. Bây giờ nó đang là trung lập. Ok. Mình sẽ cho nó ít đồ và mình ký vào. Nhưng mà trước khi ký hiệp định hòa bình ấy thì mình phải đánh chiếm được mấy cái lãnh thổ này đã. Chứ không thì nó hơi phí. Trust instinct. Đây. Nothing will stop us. Ký là được ngay mà. Nói chung là mình đang cần đồ quân. This triumph belongs to us all. Ôm nắm chư hầu rồi để rồi nó ốp cho. Thôi bây giờ mình thử ký hòa bình với nó. Take a seat, warlord. Không xâm phạm lẫn nhau thì là hơi chát. Mình chỉ cần ký cái hiệp định này thôi. Cho nó ít đồ. Đồ thì thiếu gì đâu. Đấy, cái này còn là dư. Rồi. So be it. À mình vẫn đang đánh nhau với bọn này. Thế thì ok. Thì cứ chiến thôi. 28. Đấy. Sẽ đánh nhau với bọn này thôi. Setting the trap. Nói chung là bọn này là mình sẽ phải đánh này. A waste of time. 47%. Mình là sống là rất được tôn trọng. Nhân nghĩa. Tặc khấu thì nó đang chiếm ở trên kia. Hay bọn Ngô là bây giờ nó lại return to standard position. Rồi, qua đây đánh được luôn. Strike through. Nó chiếm mình thì mình phải chiếm nó. Hiện tại mình cũng không có đánh được trận đêm. From the roots to heaven. Renew what warms my spirit. You beckon? Thằng này có thể dẫn quân ngon này. Who is at the gates? Ai cổ chỗ. I answer your request. Thằng này, chơi quân này thì đúng là hơi phí. Thôi nhưng mình sẽ đổi sau. Mã siêu mà đánh nhau với thằng này thì đúng là cũng hơi khoai. Quân của nó quá mạnh.
nó có cái đạo kỵ khá là mạnh. Nhưng mà tướng của mình thì nó cũng không có yếu đâu. Khổ mà lỗi là bây giờ không chạy về kịp cơ. Chạy về kịp thì mình sẽ cố gắng mình thủ. Không chạy về kịp. Chấp nhận là mất cái này thôi. Sau đó mình sẽ mua quân ở đây. Ủa, mình đang bị âm hơn 1.000 tiền cơ. Khá là khoai đấy. Âm hơn 1k tiền. Cần mua một thằng tướng thường thôi. Caution! Douse is the heart's desire. Who calls? Channel, passion. To war! Đấy, để tránh cho nó đỡ tốn quá nhiều tiền các bạn. Mình cần ký một cái hiệp định nhanh. Đồng hoàng loạn quân thì không được. Greetings! Thằng này đang đánh nhau với mình à? Bạn bè thân nhưng mà cũng đang đánh nhau do nó là chư hầu của thằng Yến Công Quốc. We thought you dead. Thằng này 21% nữa. Mình đang cần phải ký kết một cái hiệp định Welcome, friend. Thương mại. Không vãi cả trưởng ạ. Thôi. Bây giờ là rất dễ bị mất cái mỏ này, do thằng Hoàng Trung nó đứng đây thì chắc chắn là mình sẽ bị mất rồi. Nữ bố đi đánh thằng Tào Tháo. Đánh Tân Dã này thì được ngay này. To arms. Thái Mạo Tân Dã thì mình phải chấp nhận là cho Lữ Bố vào đánh thì mới được. Attack. Tập kích đêm. Cut them down. Obey the heart. To conquest. Lay waste to them. Vẫn không thắng. Ok, mình xin dừng clip tại đây nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn hãy ủng hộ kênh bằng cách ấn nút like và subscribe. Nhấn vào nút chuông thông báo để nhận được những clip mới nhất nhé. Cảm ơn các bạn.